Kính thưa quý vị, để tiếp tục chương trình đến phần trình bày qua đề tài cư sĩ khái niệm do giảng viên Nguyễn Nhân Tiễn đảm trách, chúng tôi thay mặt bà con nơi đây trân trọng kính mời anh giảng viên Nguyễn Nhân Tiễn đến diễn đàn. Chúng tôi nhận thấy anh Nguyễn Nhân Tiễn đang kính lễ Đức Thầy. Dẫn từ từ tiến đến các hàng rào danh dự và tiến đến diễn đàn. Trước khi đến làm bổn phận của mình, mời quý vị chuẩn bị chuẩn bị cho bắt đầu hỗ ta. Chúng tôi nhận thấy anh Nguyễn Văn Tiễn đang trang phục một hình thức giảng viên như hồi xưa. Chúng tôi thấy rất là nhớ lại hồi xưa lắm. Mời quý vị cho đầu tay thêm. Cài cái bằng em chưa? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư đồng đạo, quý tu sĩ nam và nữ chính mến, kính thưa quý giảng viên và ban tổ chức của đạo tràng hôm nay, thưa chư quý vị, hôm nay chúng ta tái ngộ nơi cái đạo tràng này thì tôi có đến đây một vài lần trong năm nay. Đây là thể theo cái nhã ý của ban tổ chức và cũng là phận sự chung của người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Lần này chúng tôi đến rất đặc biệt vì chắc quý đồng đạo ở đây đấy làm lạ đối với tôi. Hôm nay tại sao là mặc quốc phục, thưa chư quý vị, nó cũng có nhiều cái ý nghĩa vì lâu quá rồi, trải trên 20 năm chúng ta ít gặp nhau trong cái hình thức thế này. Chứ lúc trước bất cứ một diễn đàn nào do nơi đồng đạo hay là giáo hội chúng ta tổ chức thì đều phải là giống cái y phục mà Đức Thầy tôn kính chúng ta đã đi đến 107 chỗ để truyền bá thuyết pháp. Cho nên hôm nay cũng gợi lại cái kỷ niệm xưa. Lại nữa là chúng tôi bữa nay đã sẽ gặp gỡ quý đồng đạo đó với cái đề tài mà quý vị vừa nghe là cư sĩ khái niệm. Thế nên tôi mặc y phục này cho nó xứng hợp với cái đề của mình sắp trình bày. Thì quý vị cũng thông cảm chúng tôi rồi ha.
Thưa toàn thể chư đồng đạo, cái tên đề thì chắc có lẽ không lạ chúng ta, hay là có thể nói ngay chúng ta đó. Vì tất cả đồng đạo chúng ta, dù là ở gần xa, cũ mới, nam nữ vân vân, độc thân hay là có gia đình, cũng đều ảnh hưởng với cái câu Đức Thầy truyền phán là bàn xét như trên, thấy rằng toàn thể trong đạo chúng ta thuộc dạng tại gia cư sĩ học Phật tu nhân vậy. Vậy chúng ta là người cư sĩ ở tại gia, lẽ đâu chúng ta lại không có cái quan niệm đại khái hiểu biết coi cái người cư sĩ mà Đức Thầy muốn cho chúng ta phải sống và phải phụng hành như thế nào? Thưa quý vị, bởi lẽ mà hôm nay chúng tôi đến đây trình bày cùng chư đồng đạo đó là quan niệm đại khái về cư sĩ của Phật giáo Hòa Hảo. Nói đúng hơn, nếu nói chung là cư sĩ xưa nay đối với đạo Phật. Tại sao chúng tôi trình bày cái đề tài này? Bây giờ phần mở đầu, chúng tôi sẽ trao đổi cùng quý vị một vài cái đặc điểm, cũng là lý do mà chúng tôi phải trao đổi cái đề này trong buổi gặp gỡ hôm nay. Vì ở thế nhân, hoặc nói chung là người ta cũng có một vài quan niệm đối với hai anh người cư sĩ trong đạo Phật. Thì những quan niệm ấy như thế nào, rồi đây chúng tôi sẽ trình bày cùng quý vị. Và thành thần cư sĩ đối với đạo Phật như thế nào, đó là phần mở đầu. Và tiếp theo đó là cái phần chánh đề mà chúng tôi trao đổi cùng quý vị đó, là định nghĩa cư sĩ và cách tu của người cư sĩ tại gia. Điểm thứ ba là những gương hạnh của cư sĩ từ xưa đến nay. Sau cùng tới cái phần kết luận, tóm lược đại ý và sách tấn. Kính thưa chư đồng đạo, nhìn qua cư sĩ thì chúng ta nhìn qua hình thức trước. Hình thức cư sĩ không phải là nhà sư, không phải như mấy ni cô hoặc các tăng sư. Thường thường thì mặc y phục thường thôi, hay có thể nói là bạch y, tức là đồ trắng. Hôm nay chúng ta theo cái gương hạnh của Đức Thầy, mà Đức Thầy chúng ta cho biết ta là cư sĩ canh điền. Câu nói đó của Đức Giáo Chủ để cho biết rằng ông sẽ xuất hiện trong hình thức cư sĩ với cái bộ quốc phục để thiết giáo, để truyền bá Phật Pháp. Thì chúng ta ở trong hàng cư sĩ, chúng ta cũng noi theo cái gương hạnh của Đức Thầy và sống theo lời truyền phán của Tổ Thầy ở cái lớp người cư sĩ. Nhưng mà cũng có nhiều quan niệm người ta cho rằng cư sĩ không thể tu giải thoát. Đó là sự nhận định của khách quan mà chúng ta cũng không thể là phê phán thế nào được. Thì mặt khách quan người ta cứ có cái quan niệm nhận định, nhưng mà riêng vì chúng ta cũng phải có cái nhận định chính xác. Thì bây giờ trước hết chúng tôi trình bày những quan niệm của khách quan hoặc là của những đồng đạo nào mà chúng ta chưa nhận xét cư sĩ một cách thấu đáo, chính xác, thì đều cho rằng là cư sĩ không thể giải thoát. Bởi vì cái luật lệ xưa nay trong đạo Phật muốn giải thoát là phải ly gia cách ái, phải mặc áo nhà sư, còn nữ thì phải là trở thành ni cô với hình thức cạo tóc, thì đó mới có thể tiến hóa trên con đường giải thoát. Thì hẳn nhiên hình thức là như thế đó rồi. Nhưng mà còn sâu hơn chút nữa đó, người ta có đọc nhiều kinh sách luận đó, thì lại có những câu nên phải có những quan niệm đối với cư sĩ như thế đó. Là vì sách luận có cho biết rằng là gia giả thị phiền não nhân duyên, phù sức gia giả chi diệt cấu lị, cố nghi diễn ly giả. Gia đình là nhân duyên gây ra phiền não, nên phàm xuất gia là để diệt trừ cái đau khổ và tham học về đạo Pháp để tu hành giải thoát. Qua những câu kinh luận trên, cho nên người ta cho cư sĩ là không hoàn toàn giải thoát là cũng đúng lắm. Bởi vì căn cứ vào kinh sách, căn cứ vào hình thức, giới tướng, thì cư sĩ đâu có cái hạng nào tiêu biểu là giải thoát rõ ràng. Cho nên bởi lẽ người ta cho cái quan niệm cư sĩ là người thế tục cũng phải lắm mà. Cái đó chẳng nói chi là vì khách quan, nhưng mà nông nổi hơn chút nữa đó, chúng tôi muốn nói là đồng đạo chúng ta hôm nay có nhận định coi mình sống với cái hạng người cư sĩ mà Đức Thầy cho tại gia cư sĩ học Phật tu nhân đây, có phải là giống như quan niệm mà có bao nhiêu khách quan người ta nghĩ vậy không? Hay là như thế nào? Thưa quý vị, có đôi khi chúng ta cũng nghĩ gần như vậy đó. Chúng ta là người học Phật tu nhân mà, cư sĩ tại gia,
miễn tròn cái nhân đạo được rồi, chứ làm sao mà giải thoát rốt ráo cho được. Đôi khi chúng ta ở ngay vị trí cư sĩ của tín đồ Phật giáo ảo mà chúng ta cũng có thể có những cái quan niệm nhận định như thế đó nữa. Có không quý vị? Cũng có, chứ đâu phải không. Vậy thì thành phần cư sĩ mà Đức Thầy cho biết đây đó, chúng ta tìm hiểu coi nó có phải giống như những cái quan niệm mà người đời đã cho biết trên, và những cái quan niệm nhận định chưa chính xác như chúng tôi đã trình bày. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu một cái bước thứ hai. Thành thần cư sĩ đối với đạo Phật từ xưa tới nay đó, nó có cái cương vị như thế nào? Chúng ta muốn nói đạo Phật do Đức Thích Ca Mâu Ni Ngài sáng lập và truyền bá giáo hóa đến đây là 2539-40 năm rồi. Thì ngay cái thời Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni còn trụ thế đó, chúng ta cũng nên tìm hiểu coi tín đồ của Ngài có hạng cư sĩ không, và thành phần cư sĩ đóng vai như thế nào. Thưa quý vị, từ xưa đã có cư sĩ tại gia. Ở bên Ấn Độ đó, cái tiếng Phạn người ta gọi là Ưu Bà Tắc và Ưu Bà Di. Đó là thiện nam tín nữ cư sĩ tại gia đối với đạo Phật, thời Phật còn trụ thế. Kinh sách còn ghi rõ thế đó. Vậy thì cư sĩ cũng có mặt trong đạo Phật từ thở Phật Thích Ca đắc đạo. Hay nói một cách cho chính xác đúng hơn đó, là tín đồ của Phật là cư sĩ đó có mặt trong đạo Phật trước hơn là tăng sĩ. Thưa quý vị, vì chúng tôi còn nhớ đó, khi Đức Thích Ca Ngài thành Phật rồi, sau 49 ngày nhập đại định với gốc cây Bồ Đề đã chứng vào được cái quả diệu giác, tức là thành Phật. Thì một hôm Ngài đang nhập thiền định, bỗng nhiên có 500 chiếc xe đi buôn ngọc ngang cái cánh rừng đó. Thì tới cái chỗ Đức Phật Thích Ca ngồi tham thiền đó, người ta ngừng lại để rồi chiêm ngưỡng một cái vị nghĩa là đắc đạo mà chưa biết là ai. Ở trong cái đoàn 500 chiếc xe này đó có hai vị dẫn đầu, tức là hai vị trưởng đoàn trong cái phái đoàn thương mại về buôn bán nghĩa là hàng ngọc đó. Một ông đó tên là Bạc Lê Ca, còn ông thứ hai đó là Đề Lê Phú Đề. Thì hai ông này đó đến ra mắt với Đức Phật trước, và Đức Phật lại nhìn nhận cho hai ông làm hàng cư sĩ trước hết, kỷ niệm cho hai ông một vài cái sợi tóc, một vài cái móng tay để đem về thờ kính để làm cư sĩ đầu tiên. Khi Đức Phật Thích Ca đã đắc đạo thì hai ông này đã có mặt trước. Như vậy, truy nguyên về lịch sử thì thành phần cư sĩ đó đối với đạo Phật thì có mặt trước hơn tăng sĩ. Trong khi đó Đức Phật chưa thiết giáo cái hàng tăng sĩ để cho đủ cái ba phần là Phật Pháp Tăng, mà cư sĩ đã có mặt phụng sự Đức Phật trước. Hai ông này cúng dường Phật, tạ ơn Phật và thọ Pháp Tam Quy Ngũ Giới về tu hành. Thưa quý vị, vậy thì cư sĩ thành thần này không phải là những người thiếu duyên, hay là không có vị trí trong đạo Phật. Hay nói đúng hơn, đạo Phật là một đạo rất là siêu việt đại đồng, nhưng lấy căn bản nòng cốt là cư sĩ. Rồi từ cư sĩ mới có thể phát tâm tu hành lên làm tăng sĩ. Vậy thì tăng sĩ từ nơi cư sĩ mà xuất hiện và phát xuất. Chứ nếu không có cư sĩ thì làm gì mà có tăng sĩ. Chẳng hạn như chúng ta muốn tìm hiểu về một cái lý do gần gũi hơn nữa, chính Đức Phật Tổ Thích Ca chúng ta đó cũng có Đức Vua Tịnh Phạn Vương, bà Hoàng hậu Ma Gia là phủ hoàng, và năm anh em Môn Kiều Trần Như sẽ là tăng sĩ nối ngôi trong hàng pháp bảo đầu tiên của Đức Phật. Thì các ông ấy cũng xuất thân từ nơi gia đình có mẹ có cha, dù là lúc đó chưa y Đức Phật đi nữa cũng đã thuộc về tại gia. Cho nên đối với cương vị của cư sĩ đó, chúng ta nhận xét từ xưa tới nay nó cũng có cái tầm mức quan trọng, nhưng mà chưa được Đức Phật hay là các vị tổ sư gắn cho chúng ta con cái vị trí tỏ rõ như hôm nay. Mai duyên đến năm 1939, ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, Đức Thầy tôn kính chúng ta mới dưng sắc lệnh của Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni, mà Ngài đã cho biết ta thừa dưng sắc lệnh Thế Tôn khắp hải giới truyền khai đạo Pháp. Thì trong khi truyền khai đạo Pháp, Ngài đã xác nhận rằng đạo Phật từ xưa đến nay luôn luôn phân làm hai hạng người,
Một là hạn xuất gia, hai là hạn tại gia. Nhưng mà lạnh luận tới cái phần sau cùng là hạn tại gia, Đức Thầy cho biết toàn thể tín đồ của Đức Thầy là chúng ta đây, là hạn tại gia cư sĩ, học Phật tu nhân. Chứ không có hình thức xuất gia, không có quy chế để chúng ta trở thành ni cô hoặc là nhà sư. Nhưng mà Đức Thầy không phủ nhận ni cô và nhà sư, mà Đức Thầy lại cho biết dù là tín đồ của Thầy có tu hành rốt ráo tới bực nào đi nữa cũng phải ở trong cái cương vị hình thức của người cư sĩ không. Vậy chúng ta thấy như vậy có xứng đáng với chúng ta không? Thưa chư đồng đạo, chắc chúng ta đã hoan hỷ cúi đầu phụng mạng rồi. Nhưng mà không biết cái cúi đầu phụng mạng đó chúng ta có hiểu rõ cư sĩ của tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đó ý nghĩa như thế nào, và cách tu từ đâu tới đâu có giải thoát rốt ráo được hay không. Và nói rõ hơn, cụ thể minh chứng đó, là cư sĩ từ xưa tới nay, gần nhất là tín đồ của Đức Thầy đây đó, ở trong hàng cư sĩ mà có tu hành được giải thoát rốt ráo, có đủ cái biện chứng cho nhân gian, cho cụ thể thế nhân người ta tin tưởng hay không. Đó là những cái điều kiện mà chúng tôi sắp trình bày cùng quý vị trong phần chánh đề hôm nay. Vậy thì bây giờ chúng ta đã tìm hiểu khái lược qua cư sĩ, cũng như hai phần đầu chúng tôi đã mở đề rồi. Bây giờ tới cái phần chính yếu, chúng tôi trao đổi cùng quý vị. Chúng ta thường nghe nói cư sĩ tại gia hay là tại gia cư sĩ, nhưng mà chúng ta có thấu đáo cái nghĩa cư sĩ mà Đức Thầy đã gắn cho chúng ta và dạy dỗ toàn thể nhân sinh cũng như tín đồ từ năm 1939 tới nay, cái nghĩa lý nó sâu rộng thế nào không? Chắc quý vị cũng đã thông lắm. Nhưng mà hôm nay chúng ta đứng lên tuyên dương Phật Pháp, nhắc lại thánh huấn của Đức Thầy, thì lẽ tất nhiên chúng ta cũng mạn phép để làm các thánh sự trao đổi về nhận định hai cái chữ cư sĩ. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin trình bày và sau đó mong cái sự đóng góp của toàn thể quý đồng đạo từ nam tới nữ, nhất là quý tu sĩ đóng góp với chúng tôi cho nó chu đáo và đầy đủ hơn. Vậy cư sĩ cái nghĩa thông thường và cái nghĩa siêu thường nó như thế nào? Hay là nói một cách khác, nghĩa lý nó có chiều rộng và chiều sâu. Ê, chiều rộng tức là về hình thức, mà chiều sâu nó thuộc về chân lý, về nội tâm. Về cư sĩ là gì quý vị? Theo chúng tôi hiểu cái nghĩa đơn thuần đó, cư là ở, ở một chỗ, không có dời đổi. Vì tại gia là ở tại nhà, cư là ở một chỗ, tức là ở tại nhà đó. Sĩ là có học, học văn hóa, học đạo đức, học nghề nghiệp nhân dân. Vì chữ sĩ theo quan niệm của Hán học, thì chữ sĩ là học. Vì chúng ta ở tại nhà có học, có học đạo, có học nghĩa là tất cả mọi cái phương thức để phát minh được cái trí huệ của mình. Đó là cái nghĩa đơn thuần. Bây giờ chúng tôi xin phép để định nghĩa cái chiều sâu, tức là về cái học Phật. Hôm nay mà chúng ta được sống với người cương vị tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đây, cái nghĩa đó chúng ta không thể phủ nhận, nhưng mà chưa phải là nghĩa toàn diện, mà nó ở một mặt nào đó gọi là phiến diện. Vậy thì ở toàn diện cái nghĩa cư sĩ mà chúng ta học Phật, hay là nói đúng hơn là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo phải hiểu là cư sĩ là nghĩa gì? Thưa quý vị, theo chúng tôi tìm hiểu nó còn có cái nghĩa sâu xa và siêu sức nữa. Cho nên Đức Thầy mới khẳng định cho tất cả chúng ta, dầu tu lâu mau, tu cao thấp, tương đối tuyệt đối, rốt ráo cỡ nào đi nữa, cũng phải ở trong cư sĩ tại gia mà thôi. Vì cái nghĩa siêu sức của nó, cư á là an trụ lẫn thân tâm, bởi chữ cư là ở. Mà chữ cư đây là an cư, tâm hồn mình đang an cư vào một cái thể chánh định. Cho nên vì lẽ không bị ngoại trần cám dỗ, không bị ngoại trần tiền trần làm chao động. Cho nên có chỗ Đức Thầy cho biết giữ hồn linh yên lặng an cư, cho hồn linh yên lặng an cư thì mới được quần nguyên phản bổn. Vậy chữ cư là yên lặng, không có bị nghĩa là tất cả trần cảnh nó lôi kéo chu biến theo cái ngoại vật, ngoại cảnh vô thường. Thì chúng ta tuy ở tại gia nhưng mà giữ cái tâm tự chủ hoàn toàn, không để cho vật chất cuốn lôi, không để cho đời nghĩa là văn minh vật chất này làm cho chao động cái lòng mình. Đó là cư.
Còn sĩ đây đó, ngoài cái chuyện mà học hiểu biết về giáo lý, về Phật pháp, hay hoặc là nhiều cái phương diện khác cũng nghĩa chữ sĩ. Nhưng mà chữ sĩ đây có thể ghép với chữ đại sĩ. Vì ở tại nhà mà làm được chuyện Phật pháp, tu hành trong sạch chân chính, vừa tự độ mà vừa trợ duyên, dìu dắt cho mọi người, chữ sĩ ấy gọi là đại sĩ. Sĩ này có thể nói là các vị Bồ Tát thường xưng, cũng như Bồ Tát Di Lặc thị hiện xuống xưng là Phó Đại Sĩ. Để chữ sĩ mà chúng ta học ở đây theo cái trình độ về học Phật trong giáo lý Phật giáo Hạo đó, chữ sĩ không có nghĩa đơn thuần là chỉ học biết, mà chữ sĩ có nghĩa là đại sĩ, là ở tại nhà mà làm công việc tự lợi lợi tha, tự giác giác tha. Nếu được vậy thì mới xứng đáng người cư sĩ tại gia của Phật giáo Hòa Hảo. Thưa chị quý vị, đó là cái thiện kiến chúng tôi nhận định. Bây giờ để chứng tỏ rõ ràng và chính xác hơn đó, chúng tôi mới dẫn ra trong kinh sách đã có luận giải về hai chữ cư sĩ. Trong kinh sách nó cho biết rằng là cư sĩ hữu nhị, cư sĩ có hai hạng: nhất quản tích tư tài, cư tài tri sĩ, danh di cư sĩ; nhị tại gia tu đạo, cư gia đạo sĩ, danh di cư sĩ. Hạng thứ nhất ở tại nhà cũng có tiền của, cũng dự trữ vật chất, nhưng mà không bị tiền của vật chất chi phối, không ích kỷ, mà lại là làm cái việc lợi ích cho quần sanh, cho xã hội, tức là làm công việc từ thiện đối với người, đối với vật. Vậy là hạng thứ nhất. Hạng thứ hai ở tại gia giữ giới tinh nghiêm, mà đủ cái điều kiện giới đức xuất gia mà không xuất gia, nên gọi là cư sĩ thứ hai. Thưa chư quý vị, vậy thì cư sĩ không phải nghĩa đơn thuần như chúng ta đã biết, mà cư sĩ cũng có cái chiều rộng và chiều sâu. Nếu nói chiều rộng là hình thức, là danh từ, mà nếu nói chiều sâu đó là về tâm, về chân lý, về Phật pháp. Nếu là về Phật pháp thì cư sĩ không có phải là hạng cuộc, phải là ở trong cái đấng khuôn là cư sĩ là thế tục, cư sĩ là người không giải thoát. Mà giải thoát hay là thế tục đó là tại vì trình độ chúng ta, nghị lực chúng ta và nhân duyên chúng ta có thể đầy đủ mà bước trên con đường tiến hóa hay không, chứ không phải cái danh từ kia mà nó trói buộc, nó đóng khuôn mà chúng ta không có thể bước qua cái lĩnh vực giải thoát. Cho nên vì lẽ hợp với cái nhận định của chúng ta, cùng là kinh sách của từ xưa tới nay đã giải hai chữ cư sĩ, rồi chúng ta thấy nó siêu sức, chứ không phải là tầm thường. Bây giờ chúng tôi cụ thể thêm chút nữa. Chẳng hạn chữ cư sĩ đó chúng ta hay nghĩ là người thế tục, người tầm thường, nhưng mà bây giờ cái người này là siêu thường và thoát tục mà cũng xưng là cư sĩ nữa quý vị. Chẳng hạn như ở đây huynh đệ cô bác tu sĩ nào có đọc Pháp Bảo Đàn Kinh thì có biết Lục Tổ Huệ Năng rồi. Ông là tổ thứ 33, nếu kể từ Maha Ca Diếp từ bên Ấn Độ và ra Trung Hoa, được nối ngôi làm tổ thứ 33. Còn kể Trung Hoa là ông tổ thứ 6 rồi Lục Tổ. Thế mà ông cũng xưng cư sĩ nữa quý vị à, Phụng Thung cư sĩ. Như vậy thì ông là tổ mà ông xưng cư sĩ rồi ông thế tục sao? Hay là ông được giải thoát sao? Gần hơn chút nữa đức thầy chúng ta đây, ngài cũng xưng là cư sĩ nữa, vô danh cư sĩ. Hay là ta là cư sĩ Canh Điền. Thưa quý vị, về chữ cư sĩ này, nó không đóng khuôn cho tâm hồn chúng ta phải là thế tục hay là thấp hèn, mà tại vì cái trình độ và nhân duyên chúng ta. Nếu nhân duyên có, trình độ có thì chúng ta cứ tiến qua, mặt tinh thần không có hạn cuộc và không có ranh giới. Nhưng mà về hình thức chúng ta phải hoàn toàn nhìn nhận cư sĩ không có quyền, cũng như các nhà sư gọi là mang bát, đắp y hay là thí pháp. Bởi lẽ mà tín đồ của đức thầy đó chỉ với hình thức hòa hợp với luân dân, hòa hợp với Phật pháp, với giới lực mà thôi, chứ không thể mang hình thức vì không có hình thức đức thầy đã quy định. Cho nên mặc đồ nào cũng được. Thưa quý vị, đức thầy cho biết kể từ nay đó thầy cho phép bổn đạo tự do cải cách để hòa hợp với luân dân cùng tôn giáo khác. Cho nên chúng ta miễn sao cho hòa hợp với luân dân nha, chứ không phải hòa hợp với ác dân. Hòa hợp với tôn giáo khác vì nó không có cách biệt hình thức,
cho nên nó dễ dàng. Mà điều cái việc mà nó siêu sức hay không là do cái tâm hồn của người cư sĩ ấy có đạt đạo không, có hành đạo không, đó là điều quan trọng, chứ không quan trọng về hình thức. Thưa chư quý vị, vậy thì chúng ta cũng là sơ lược định nghĩa qua cái danh từ cư sĩ rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta cũng nên tìm hiểu coi mình ở trong vị trí tín đồ Phật giáo ở cư sĩ tại gia đó, rồi phải hành đạo thế nào, cái cách tu hiền ra sao, từ thấp đến cao, từ tương đối đến tuyệt đối. Vậy thì bây giờ chắc có lẽ chúng ta phải cần hiểu, hay nói đúng hơn là chúng ta nên hiểu và phải hiểu rồi để hành, chứ không thể nói để người khác hiểu. Bởi lẽ mà hôm nay vào cái trường hợp cũng có đồng đạo khá đông, từ nam tới nữ, chúng tôi phải nói lên cái danh từ, rồi tới cái hình thức và cái cũng như phương cách tu hành mà Đức Thầy đã có chỉ dạy. Vì chúng ta là con một cha, nếu không có thương nhau thì thôi, thương nhau thì phải thể hiện, là dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Vậy thì chúng ta tại gia cư sĩ đây cách hành đạo thế nào, từ hình thức cho đến nội tâm, phải không quý đồng đạo? Vì giờ này là cái giờ đáng phải trình bày về những cái đặc điểm đó đó. Thì ở đây chúng tôi sẽ đọc lên một đoạn văn của Đức Thầy đã cho biết đó, lần lượt chúng tôi chi tiết qua những tiết mục mà Đức Thầy đã chỉ dạy, chúng tôi có lĩnh hội từ cái danh từ và cả cái ý nghĩa của chân lý Phật Pháp trong đó. Cũng như Đức Thầy cho biết cái hạng tại gia cư sĩ đó, chúng ta được pháp phép ở nhà phượng thờ Đức Phật, phát nguyện quy y, giữ gìn ít đều giới luật, rồi hằng coi kinh sách, sửa tánh răn lòng, ủng hộ các sư. Như thế chúng ta cũng lần lần lên con đường giải thoát. Bao giờ trình bày nhiêu đó được rồi, phải không quý vị? Mà thiết tưởng có nhiêu đó chứ cũng hết giờ đó, 90 phút chắc cũng không có thể nào mà chúng tôi tế nhị được nha. Dù là có 90 phút ban tổ chức dành cho, chứ qua những cái tiết mục này thì gần như nó chiếm hết được là 2 phần giờ rồi. Vậy chúng ta hôm nay ở giờ hàng cư sĩ thì chúng ta được phép ở tại nhà phượng thờ Đức Phật. Đó là sắc lệnh của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đã ra sắc lệnh cho Đức Thầy chúng ta mở đạo ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, cho nên chúng ta mới được cái vinh hạnh và diễm phúc đó. Đồng thời với sắc lệnh của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni là sắc lệnh của Đức Từ Phụ A Di Đà từ bên Cực Lạc Quốc ở Tây Phương. Ngài cũng ra sắc lệnh, và thừa cái sắc lệnh ấy, Đức Thầy chúng ta có sứ mạng truyền bá cho chúng ta được tại gia cư sĩ học Phật tu nhân với cái hình thức mà Đức Thầy cho biết là ở tại nhà phượng thờ Đức Phật. Bởi vì Đức Thầy có tiết lộ cho biết trong quyển nhì đó, muốn tu tỉnh nay đà gặp cuộc Đức Di Đà truyền mở đạo lành, bởi vì Ngài thương xót chúng sanh ra sắc lệnh bảo ta truyền dạy. Thì những cái truyền dạy của Đức Thầy từ hình thức nghi thức thờ phượng cho đến cách thức tu hành, tương đối đến tuyệt đối rốt ráo giải thoát ra khỏi sinh tử luân hồi hoàn toàn, là do Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và Đức Từ Phụ A Di Đà. Vậy thì hình thức ở tại nhà phượng thờ Đức Phật là cũng do sắc chỉ của Đức Thích Ca và Đức A Di Đà mà Đức Thầy chúng ta có sứ mạng lớn dạy chúng ta phải thờ như vậy. Thưa quý vị, cái vinh hạnh này từ xưa tới nay chưa từng có, thật là hiếm có. Đại nhân duyên, đại phước đức, chúng ta đại vinh hạnh mới được cái ân huệ của Phật Tổ Thích Ca, Phật Tổ A Di Đà, Đức Thầy mới dạy chúng ta được phép tại nhà lại thờ Tam Bảo. Thưa quý vị, tại sao? Vì trước cái thời sắc lĩnh đó thì người cư sĩ tại gia không có đủ điều kiện phụng sự Tam Bảo để dìu dắt nhân sanh, mà phải là ở cái đàn á, là huynh trưởng của chúng ta, huynh trưởng đây xin phép mà nói, cũng như là các vị tăng ni là cái người có cái tư cách và có đủ cái uy tín để làm gương, gọi là thế gian trụ trì Tam Bảo, cho nên mới được phép thờ Phật tại chùa và có đủ cái hiểu biết giáo lý và làm gương hạnh dìu dắt cho nhân sanh. Còn chúng ta ở tại nhà không đủ điều kiện để tượng trưng để thờ Tam Bảo cũng như các nhà sư thờ ở chùa. Nhưng mà nó có vài lý do mà hôm nay đó theo chúng ta nhận xét chúng ta mới được cái vinh hạnh đó. Vì Đức Thầy cho biết đó, từ trước đến nay các chùa chiền đã tạo quá nhiều hình tượng, đành rằng vì tôn kính đứng từ bi mới làm ra thờ phượng Ngài. Nhưng gần đây có vài kẻ lợi dụng để thủ lợi. Thưa quý vị, ở chùa
thì từ trước tới nay hình thức tam bảo đã hẳn nhiên có, nhưng mà gần đây sau cái thời kỳ đó là bạc truyền y bát tới nay, y bát tới nay đó, thì các nhà sư cũng là mượn cái hình thức đó mà làm những cái điều cho nó không được sáng tỏ Phật pháp. Cho nên các tăng sư là đàn anh chúng ta trong đạo Phật, còn chúng ta đây thuộc đàn em, là cũng như trong gia đình anh lớn chúng ta là em nhỏ. Nhưng mà cha lành đã nhận xét rồi, đàn anh đó đã có trình độ học Phật, đã phụng sự từ thời chánh pháp cho đến thời tượng pháp, hôm nay đến thời kỳ mạt pháp, thì dường như cái việc cứu xét của đứng cha lành đã giao phó cái trách nhiệm cho em phải phụng sự, phải thờ kính cha mẹ ông bà, hay nói là cách khác bây giờ đó, cha chúng ta lại chấp nhận về ở với con nhỏ, chúng ta đây là cư sĩ, là hàng con nhỏ, cho nên mới cho phép chúng ta thờ. Cũng như cha mẹ chúng ta ở trong nhà có 5-3 người con, mà bây giờ ở với anh lớn rồi, anh lớn đã hiểu biết rồi, nó khôn khéo rồi, nó giàu có, nó đủ cái tư cách rồi, bây giờ thương những đứa mà nó chưa đầy đủ, chưa hiểu biết, còn nghèo, còn thiếu, cho nên cha mẹ lại ở với con nhỏ. Đặng chi? Bởi cái lòng từ của cha mẹ cũng như Đức Phật nó giống nhau, ở con nhỏ đặng dìu dắt, đặng dạy dỗ, đặng mà tiếp giúp cho nó để nó có đủ điều kiện tiến hóa tiến thân, nó hiểu biết. Cho nên bây giờ từ năm 39 tới nay đó, cha về ở với các con rồi, tức là về ở với cư sĩ rồi đó, cho phép, cho nên chúng ta mới được thờ Phật tại nhà đó quý vị à. Về cha lành đã về ở với con rồi đó, à, hồi đó giờ cha ở trong chùa, ở với đàn anh, bây giờ cha về nhà mình, ở tại nhà mình, bởi vì con nhỏ hình như nó cũng khờ khạo, nó thiếu thốn, nó còn nghèo khổ, cho nên ông cha ông thương, ông lại trực tiếp ở với mình, đặng dìu dắt dạy dỗ chỉ bảo, cho chúng ta biết được con đường nghĩa là tiến hóa sinh hoạt cho nó giàu có thêm. Đó là tỷ dụ, chứ việc đạo đức cũng giống như vậy. Thì hôm nay ông cha ông về ở với mình, ông mới cho xác lệnh là ở tại nhà phượng thờ Đức Phật, rồi phát nguyện quy y. Thì từ ngày mà chúng ta thượng ngôi tam bảo thờ đó, là ngày đó mình rước cha mình về ở với nhà mình rồi đó. Hay nói rõ hơn là rước Phật về ở với mình, phải không cô bác? Ăn chưa quý vị? Chứ không đã thờ Phật mà rồi không tin tưởng có Phật là mình thờ chi? Bởi vì Đức Thầy cho biết, ta hãy đem đức tin trong sạch mà thờ kính Phật, và hãy đem lòng lành mà hành động y theo lời phán giải của Phật. Vì chúng ta đem cái đức tin trong sạch thờ kính Phật, chứ chẳng lẽ thờ mà không có tin, hay là tin mà không trong sạch, thì đâu hợp với cái ý của ông cha, đâu hợp với ý ông Phật. Vậy thì ông Phật từ ngày mà mình thượng ngôi tam bảo mình thờ, là ông Phật về nhà ở với mình đó. À, cái đó là cái điều mà chúng ta phải có tin tưởng và phải nhận thức rõ ràng. Nếu mà chúng ta tin tưởng một cách mạnh mẽ, nhận thức rõ ràng như vậy đó, thì nổi cái Đức Phật mà về nhà ở chung với mình đó, là mình đâu bao giờ còn những cái lầm lỗi, à, còn những cái sai lầm. Bởi vì ông Phật ở chung với mình đó, đi vô đi ra đều có ông Phật ở trong nhà hết, à, không dám làm ác, không dám nói ác, cũng không dám nghĩ ác, cũng không gây ra cái chuyện bất hòa cho gia đình, giữa vợ chồng, giữa con cái, giữa huynh đệ và đối với trong xã hội và nhân người. À, vậy ông cha ông ở trực tiếp với mình đây, mà nếu như mình làm trái ý ông cha thì ông cha đâu có vui. Hồi đó ông ở với anh mình thì mình ở nhà mình muốn làm sao đó là ngặt về cha về ở với mình trực tiếp để dạy dỗ dìu dắt mình đây, mà ông đã cho biết phải làm sao mới trúng ý cha, thì ông đã dạy hết trong cái toàn bộ giáo lý rồi. À, vậy thì từ đây trở về sau chúng ta tin tưởng mỗi nhà chúng ta đều có Phật Thích Ca nè, có Phật A Di Đà, có chư Phật trên ngôi tam bảo đó, phải không? Không lẽ quý vị nó không phải vậy chứ, thờ mà không có, không tin là thờ chi? Lại nữa tôi cụ thể nè, đối trước ngôi tam bảo đó, xá bà sáu vị xuống chắp tay đương trắng rồi mình niệm cái câu gì trước? Nam mô ta bà giáo chủ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vì tam bảo là Phật Thích Ca đỉnh rồi, à, và khi cúng xong á, thầy dạy cho mình ngồi niệm Phật đó, thì mắt nhìn trần đó niệm Di Đà, thì trên tam bảo có Đức A Di Đà trển rồi, à, à, vậy thì hồi trước ở chùa thì các anh của mình á, tức là các sư huynh tăng với ni đó, mấy ông làm tượng của Phật Thích Ca, tượng Phật A Di Đà, mà không phải một tượng đâu, rồi nhiều tượng lắm, thành ra trong chùa quá sức nhiều tượng rồi, thầy mới dạy đó,
Nhưng riêng về cư sĩ ở nhà chúng ta không nên tạo thêm nữa. Chỉ thờ kính đơn giản cho lòng tín ngưỡng trở lại tâm hồn hơn là sự hào nhán bề ngoài. Nhưng ai có Phật trong nhà để vậy cũng được. À, Đức Thầy không có cho phá hoại. Nhưng mà hình tượng bằng giấy đó không nên chừa lại và phải đốt đi. Đó là sắc lệnh của Đức Thầy đó. Về chúng ta thờ Trần Già, trong đó có Đức Bổn Sư Thích Ca và có Đức Từ Phụ A Di Đà rồi. Để chúng ta thêm cái hình giấy nữa rồi bây giờ để đâu? Không lẽ để trong ngôi Tam Bảo thì nó án cái Trần Già sao? Chỉ nữa cái đó đó Đức Thầy không muốn cho chúng ta tạo thêm. Cho nên nếu có thì chúng ta còn phải được phép là hãy đốt đi. Thế mà bây giờ mình lại còn tạo thêm. Thấy mấy cái tượng Phật Thích Ca bên Thái Lan đem qua đẹp quá, cái mua về đem lên ngôi Tam Bảo treo thì sợ lỗi. Rồi cái treo bên, mà Phật Thích Ca ở trong Trần Già đem treo bên, ổng không cho ông ở trong cái ngôi Tam Bảo. Tại sao mình dám ra riêng Đức Phật? Đức Phật ở Thích Ca thì ở trong Tam Bảo không thôi, mà để ngôi Tam Bảo thì sợ lỗi. Vậy thì cái đó cũng là cái điều mà mình thấy đẹp mắt mà mình làm là không đúng với chân lý rồi đó. Thấy không? À, vậy thì bây giờ không nên thỉnh cái tượng Phật nữa. Mà thầy cho biết là cái Trần Già là tiêu biểu cho Phật Thích Ca và A Di Đà rồi. Dù cái hình Phật Thích Ca người ta có quả, có chụp, có rọi, có làm đẹp gì đi nữa đó cũng là cái tưởng tượng thôi. Chứ đời này ai thấy Phật Thích Ca đâu? Có ai thấy không? Mấy bà mấy ông có thấy không? Ổng tịch là cách 2539 năm rồi. Ai nào mà thấy mà tưởng tượng gió theo kinh rồi chụp hình mình nhiều lần chụp riết rồi cái hình nó còn khác còn lạ kìa. Rồi tưởng tượng làm sao trúng. Vậy mà cũng nói cái hình Đức Phật đẹp quá. Thấy sao đáng kính đáng mến quá, đáng thương quá cho nên tôi thỉnh về. Có nhiều người nói tôi thấy cái hình đẹp quá tôi thỉnh chứ tôi không biết tôi đâu có về chuyện đó lỗi. Mà mình thờ Phật Thích Ca một cách giản dị mà đầy đủ. Bây giờ thôi tôi tỉ dụ cho bác nghe nè. Thờ hình Phật Thích Ca ha. Rồi mình niệm Nam Mô Di Đà Phật rồi thờ A Di Đà nữa chứ. Ông lẽ thờ ông rồi ông A Di Đà nói sao mà nó niệm tôi mà nó không thờ tôi làm sao? Thờ thêm cái Phật ông A Di Đà nữa là hai ông. Rồi mình niệm Nam Mô Thập Phương Phật chứ. Thập Phương Phật là không biết bao nhiêu rồi à. Một phương là Tây Phương Cực Lạc Phật Hằng Hà, rồi Đông Phương, Nam Phương, Bắc Phương, Thượng Phương, Hạ Phương, Mười Phương như vậy đó. Rồi chỗ đâu mà thờ cái ngôi Tam Bảo nhỏ xíu à. Cái hư không này thờ là không hết nữa. Vậy thì mình thờ cái Trần Già là tiêu biểu Phật Thích Ca A Di Đà được rồi. Còn thêm cái hình của Phật Thích Ca hình A Di Đà. Rồi Thập Phương chư Phật nó niệm Nam Mô Thập Phương Phật mà nó không thờ tôi. Nó niệm lấy lệ vậy chứ nó không kính tôi. Mà kính cái rồi chỗ đâu mà thờ. Cái hư không thờ không hết nữa. Thấy không? Chân lý Đức Thầy dạy chúng ta nên giản dị cách thờ phượng. Mà nó đầy đủ. Còn chúng ta muốn cho nó đầy đủ hình thức coi chừng nó thiếu à. Bởi vì mình thờ Phật Thích Ca mà không thờ hình A Di Đà thì ông không vui. Thấy không? Nó niệm mình mà nó không thờ. Rồi niệm Thích Ca, niệm A Di Đà thờ hết rồi. Thờ Thập Phương chư Phật nữa làm sao thờ. Cho nên chúng ta chỉ thờ Trần Già là đủ hết á. Giờ tôi tỉ dụ về cô bác dễ hiểu nè. Xác đáng hơn. Bây giờ lại đây tôi cúi đầu kính thưa quý đồng đạo cái đủ rồi. Còn thưa ông nè, thưa bà nè, thưa chị, thưa em, thưa hậu còn sót người ta nói đó. Thưa người này kẻ trọng người khinh, thưa riết là bỏ sót tôi. Chứ làm sao mà thưa hết nổi bị đông quá. Còn Tây Phương Cực Lạc Phật Hằng Hà, dễ gì mình tạo hết trơn cái hằng hà sa số cái tượng Phật mà thờ. Vậy thì chúng ta đã vinh hạnh được Đức Thầy giảng dị quá cách thờ phượng mà chu đáo đầy đủ rồi. Chúng ta còn thêm cho bị lỗi, thêm cho bị thiếu. Thấy không? Đó là một việc. Bây giờ thêm cái chi tiết thứ hai. Thờ Phật trong nhà thì chúng ta phải hết lòng tin tưởng. Bị thờ là biểu thị cái lòng tin. Ta hãy đem đức tin trong sạch mà thờ kính Phật đó. Phải kính Phật, phải tin tưởng Phật. Thì có Phật trong nhà đó quý vị coi. Mình thờ Phật trong nhà thì ông Phật ông từ bi, ông bác ái, ông ngôn hòa, ông bình đẳng, ông vị tha vân vân. Thờ Phật trong nhà nếu mà mình đứa con hiếu thuận á, nuôi cha mẹ không nên làm cha mẹ buồn. Thí dụ mình nuôi cha mẹ mà mình cứ gây gổ với anh em mình, rầy rà vợ con mình cứ lớn tiếng lớn tâm, đập nồi đập chén, ông già ông làm sao ông ở? Ông đi nhà khác, ông ở không được, nó ở thằng đó nó làm ông sùng quá, nó nhậu nhẹt rồi nó quậy quá tôi ở không được. Còn ông Phật ở trong nhà đó, mình thờ đi ra vô có ông Phật đó, rồi là vợ chồng gây gỗ xấu xấu á vậy ông Phật cũng ngồi đó ông chịu đầu vậy thôi. Thấy không? Mà hơn nữa ông dạy nè,
lỗi lầm chứ có hùng hào, đừng chửi, đừng rủa, đừng cào, đừng tư đem lời hiền đức tốt tư đặng mà giáo hóa dằn mười chân hơn. Ông dặn vậy đó mà cứ vợ chồng gây hoài đâu Phật ở sao yên. Ông về Tây Phương tốt rồi, ông không ở được đâu. À, lại nữa đó, mình thờ Phật thì hết lòng tôn kính, bởi vì kính trọng Phật mà thờ. Vậy mà mình mắc lo công chuyện này kia quá rồi, mình thỉnh Phật về nhà mà quên đi. Cũng giống như cha mẹ rước về nhà nuôi, thì bữa sáng mơ buổi chiều đâu đó đúng bữa cơm phải dinh cơm, phải tới lui, nghĩa là sớm thăm tấu giếng. Thì đối với việc thường còn thế đó, không chi ông Phật quý trọng hơn, nghĩa là cha sanh mẹ đẻ mình nữa. Thấy không? Mà không có phải là ông biểu nuôi, mà tới giờ phải lo cái phụng hành cúng kiến lại lục, đó là lễ nghi đâu đó tương tất, để mà cầu cho mình khỏi cái điều tội lỗi, khỏi mê lầm, Phật mới thấy lòng thành của mình, Phật mới đổ được. Vậy mà thờ Phật mà thiếu lòng thành đó quý vị, tính con Phật làm sao ông ở cho được. Cũng như mình nuôi cha mẹ mà thiếu cái sự kiến nhường thì làm sao cha mẹ ở vui. Còn giờ mình thờ ông Phật trong nhà đó, nếu thiếu cái lòng thành ở sao được. Mà ai nghĩ có thành tâm cung kính gì đâu đó, cái ngôi tam bảo ở văn nhện lên khênh hết, ổng ngồi trống rồi dính văn nhện ở sao được, chiêu cái bụi không à, ổng không có chỗ nào ngồi cho được, ba cái tro nhang nó bay tùm lum, còn chung nước chỉ đóng rong đóng rêu, mà rót trên mời cúng Phật cho ông uống đó, uống sao vô, còn bông là héo queo héo quẳng vậy. Có nhiều khi bông quệ đó hồi nó trổ thơm lắm, vài ba ngày không xúc nó hôi gần chết, ổng ngồi trên nó chịu sao thấu. Vậy mà để cho héo queo vậy đó mà nói là tôi thỉnh ông Phật về nhà ở với tôi đó, ông ở sao nổi ông ơi, ông về Tây Phương cho rồi chứ ở đây chịu sao thấu. Mà tới giờ chờ nó cúng để mà chứng minh để gia hộ, bởi vì tưởng nhớ Phật cho nên sái bụi, bữa thì nó làm sớm, bữa thì nó cúng trễ, có bữa thì nó làm lơ là nó không cúng nữa, mặc áo tay cục ngang sáng sáng tâm nhang à. Là nghĩ coi ông ở sao được. Cũng như cha mẹ mình tới bữa đói bụng gần chết vậy, mà nó rước mình về nuôi, mà nó có bữa cho ăn sớm, có bữa cho ăn trễ, có bữa nó đem ba hộp cháo nó đưa ra đó vậy, rồi ăn cháo cầm hơi ở sao được, cầm hương mà xa xa cũng giống như ăn cháo vậy. Thôi ở đây cái mong mà chết tới với tụi nó rồi, con về Tây Phương cho mau, với ở đây chịu sao đâu, đã thương nó về ở với nó rồi mà nó nuôi kiểu đó rồi ở sao được. Thưa quý vị, vậy thì nếu là người con Phật có đức tin mà thờ Phật thì chúng ta phải có cái lòng tin tưởng chí thành. Bởi vì làm tôi Phật tổ chí thành là chí trên. Tại sao mà chí thành mà mình tưởng lơ là quá vậy, bữa cung sơn bữa cung trệ mà ông cho phép nói bây giờ có chuyện đó, nhà nghi định đó, thì thôi lại quỳ, mình lại đứng. Mà rồi mình không có bệnh mình cũng lại quỳ luôn. Ai nghĩ coi đó làm biến. Ông Thật nó thôi làm biến quá, dạy biết chừng nào nên. Nó bệnh thì nó lại quỳ đành rồi. Mà bây giờ thôi bệnh thì giờ lại không nổi, thôi nó ngồi tưởng Phật. Bởi vì Đức Thầy cho biết đó, nếu ở chung với cái người không có đạo hoặc không có tu hiền, nhà cửa quá nhỏ hẹp, thì đến giờ cúng kiến chỉ giái thầm về niệm Phật trong tâm cũng được. Thôi thì tới lúc bệnh là mình không có cúng được, không lại được, thì cũng chắp tay niệm bàn nguyện, tới đó cũng quên. Rồi cho phép đi đồng á, đến giờ cúng đó ngó gì hướng tay nguyện mấy cái bài nguyện rồi xá bốn hướng, hoặc đi xa nhà đến giờ cúng kiến chỉ đọc thầm trong tâm, giữ cái lòng thành. Mà không giữ lòng thành ông Phật làm sao ông ở, làm sao ông đổ mình chứ được. Phật chẳng qua dụng chữ tính thành, tin là phải thiệt, chứ tin không thiệt là tái ra mình tin dối sao. Mình làm qua la với người phàm, nó làm qua la với ông Phật sao được. Ông ngồi đó ông thấy trời không biết trời vậy đó. Mà mình mắc chạy đua theo cái việc vật chất tiền của, cho nên bữa cúng bữa không, bữa sớm bữa trễ, vậy là riết ông Phật cũng thôi buồn. Ở đây mà nó không phụng hành, nó không có tin tưởng thì ở làm gì. Cho nên ông về Tây Phương chắc nhiều dữ rồi quý vị. Giờ cũng còn một hai nhà nào đó ông ở, nhà nào mà tinh tấn siêng năng chí thành chí trơn thì ông ở, mà nhà nào bộ lâu thôi quá ông rút êm chứ ở sao được. Bông nước chuyện heo queo đóng rêu hít trong rong hít trơn rồi, ở đâu mà hưởng gì. Cho nên Đức Thầy cho biết Tây Phương thì ở cõi xa, thành tâm thì có Phật mà đáo lai. Ông đáo là ông trở lai là lại, đáo là đến, ông đến nhà mình ông ở đâu. Mà mình cứ gây gỗ nhau rồi rầy rà con cái làm hung làm dữ không, rồi không có hòa thuận. Mà Thầy cho biết là đạo Pháp thường hay dung với hòa, mà không chịu hòa, không chịu dung rồi ông ở, không chịu đạo sẽ thấu. Nghe mình gây gỗ hoài. Vậy thì bây giờ nếu là người con cháu mà có cái lòng tín ngưỡng theo cái tư tưởng truyền thống của mẹ cha tu hành,
thì lúc này mình cũng phải có đức tin. Cha mẹ mình thờ Phật trong nhà, có ông Phật trong nhà đó, mà mình quậy mình làm quá chừng, cha mẹ chịu không nổi phiền não rầy ra mình, rồi làm sao ông Phật cũng ở trong nhà với cha mẹ mình, ông độ mình chứ được. Cho nên nếu cái đứa con hiếu thảo đó có cái tư tưởng truyền thống đạo đức thì cũng phải có đức tin như cha mẹ mình. Cha mẹ có dạy những điều hay lẽ phải, ta ráng chăm chỉ nghe lời, cho nên sao lãng làm phiền lòng cha mẹ. Còn này cha mẹ dạy một đàn nó làm một ngã, biểu nó đừng đi chơi, nó còn đi quậy nữa, cho xóm riền ta lại ta mét ta cáo báo, à, à, nhậu nhẹt ta làm bài bạc, thiếu nợ thiếu nần ta lại ta đòi tùm lum. Rồi cha mẹ mình mắc lo mà chạy nợ trả nợ, có đâu rảnh rang mà sớm chiều cúng lại gì. Bị con nó làm quá rồi chi phối, nghĩa là tơi bời ra rồi. À, vậy thì từ cha mẹ cho đến con cháu, nếu chúng ta là cái người có hữu duyên hữu phước, vinh hạnh được đức thầy truyền phán cho ở tại nhà phượng thờ đức Phật, thì chúng ta phải hết lòng tin tưởng, hết lòng thành kính. Chắc chắn là ân huệ này không phải riêng cho cha mẹ, cho ông bà, mà cả con cháu đều được ảnh hưởng. Bởi vì Phật tiên dũng kẻ lòng thành, đạo chơn thì ít ai hành thiệt tâm. Nếu mình thành lòng mà thiệt tâm nữa thì chắc chắn là ân huệ của Phật ban cho. Phật từ bi độ trong nhân vật chứ không có bỏ một người nào. Nhưng mà là luật kinh dạy rất tin tưởng, nếu chẳng nghe hồn vướng tai ương, chừng ấy mới kêu mời khó rước. Về kinh là cái lời dạy của Phật, luật là giới luật, là răn cấm của Đức Thầy hôm nay. Nếu mà ông Phật ở trong nhà đó mà mình giữ theo cái chân lý Phật Pháp và giới luật đó, ông Phật ông hài lòng biết bao nhiêu. Con Thảo mà muốn cái gì không được, nó cầu cái gì cũng được, nó nguyện, nó giái, nó xin cái gì cũng được cả. Còn cái thứ mà nó ngỗ nghịch, à, thì làm sao mà chia của, làm sao mà giao chìa khóa cho nó được, nó quậy tan nát sự nghiệp. Anh nghĩ coi thờ Phật trong nhà đó, đệ tử gọi nhìn ân đức cả, chung thân chí quyết dốc làm thành. Nếu được vậy thì chắc chắn là ân huệ sẽ đến với chúng ta. Thưa toàn thể chư quý vị, vậy thì nói không hết đâu, cái việc mà ở tại nhà thờ Đức Phật là lý do thật là quan trọng, vinh hạnh cho chúng ta lắm. Hơn thế nữa đó, chúng ta trong cái thời kỳ mà hạ nguyên mạt pháp này đó, lại là phước mỏng nghiệp dày, cho nên chúng ta không có sinh hoạt, không có làm ăn thì lại là không có đủ sống. Cái thời này, cái thời nghĩa là cạnh tranh về vật chất, cho nên chúng ta thờ Phật tại nhà để mà trước khi đi làm để cúng, để nguyện giái với Tam Bảo, mình cải hối ăn năn làm lành lãnh giữ quy thêm mấy ngày tu hiền theo Phật đạo. Và khi trở về buổi chiều, chúng ta cũng nhân cái giờ đến chầu Phật, bị làm tâu Phật tổ thì phải chầu Phật, rồi nhắc lại cái lời của mình hứa với Phật, coi ngày nay mình kiểm điểm coi mình có sai là cái lời nguyện hay không. Được như vậy chúng ta mới là tu mau trong cái thời kỳ này. Còn nếu như để tới ngày rằm 30 đi đến chùa để lễ Phật, để nguyện giái, thì trong khoảng thời gian mười mấy ngày nửa tháng đó, có ai đâu nhắc nhở cho mình, và làm sao biết kiểm điểm coi mình có lỗi hay là trúng hay trật. Cho nên cái phương pháp mà thờ Phật tại nhà để phát nguyện quy y sự lành, đệ tử gọi nhìn ân đức cả, chung thân chí quyết dốc làm thành. Nếu được vậy thì chắc chắn là ân huệ sẽ đến với chúng ta. Thưa toàn thể chư quý vị, vậy thì nói không hết đâu, cái việc mà ở tại nhà thờ Đức Phật là lý do thật là quan trọng, vinh hạnh cho chúng ta lắm. Hơn thế nữa đó, chúng ta trong cái thời kỳ mà hạ nguyên mạt pháp này đó, lại là phước mỏng nghiệp dày, cho nên chúng ta không có sinh hoạt, không có làm ăn thì lại là không có đủ sống. Cái thời này, cái thời nghĩa là cạnh tranh về vật chất, cho nên chúng ta thờ Phật tại nhà để mà trước khi đi làm để cúng, để nguyện giái với Tam Bảo, mình cải hối ăn năn làm lành lãnh giữ quy thêm mấy ngày tu hiền theo Phật đạo. Và khi trở về buổi chiều, chúng ta cũng nhân cái giờ đến chầu Phật, bị làm tâu Phật tổ thì phải chầu Phật, rồi nhắc lại cái lời của mình hứa với Phật, coi ngày nay mình kiểm điểm coi mình có sai là cái lời nguyện hay không. Được như vậy chúng ta mới là tu mau trong cái thời kỳ này. Còn nếu như để tới ngày rằm 30 đi đến chùa để lễ Phật, để nguyện giái, thì trong khoảng thời gian mười mấy ngày nửa tháng đó, có ai đâu nhắc nhở cho mình, và làm sao biết kiểm điểm coi mình có lỗi hay là trúng hay trật. Cho nên cái phương pháp mà thờ Phật tại nhà để phát nguyện quy y đó là cái phương pháp thù thắng bậc nhất đối với chúng sanh trong thời này. Nếu mà mỗi ngày chúng ta đi chùa thì chúng ta làm sao đi được? Mà để nửa tháng đi một lần, một tháng đi một lần, hoặc rằm tháng giêng, rằm tháng bảy, rằm tháng mười, thì cách 2-3 tháng đó ai trợ duyên, ai nhắc nhở, và làm sao mình nhớ phận sự?
ha. Cho nên Đức Thầy cho biết đó, cái hình thức thờ phượng là cái đó là cái trợ đạo thôi, trợ duyên thôi. Còn sự lễ bái là điều phụ thuộc, là món trợ đạo để nhắc nhở các trò nhớ phận sự mà làm. Trợ đạo tức là cái phương thức đó để giúp cho chúng ta sớm chiều đều nguyện trước ngôi Tam Bảo, rằng mình cải hối ăn năn làm lành đến giữ quy thêm mấy ngày tu hiền theo Phật đạo, để nhớ lại mình không nên trái lại cái bản nguyện của mình. Thì Đức Phật luôn luôn lúc nào cũng gia hộ được, mà sớm nhắc được chiều kiểm, chiều nhắc sớm kiểm. Như vậy chúng ta làm gì đi sai con đường Phật Pháp, làm gì đi lạc vào cái lục đạo Tam Độ. À, cái phương pháp đó là phương pháp hay bậc nhất và thù thắng bậc nhất cho chúng ta ở tại nhà, được có cái pháp tự trợ, mà lại là Đức Phật chỉ dạy chúng ta sớm chiều bình đẳng chớ lời, thường hành như vậy nhớ lời đừng sai. Nếu thường hành nhớ lời như vậy đó thì chắc chắn là sẽ được kết quả viên mãn trong một đời chúng ta, khi đến mục đích giải thoát hoặc giảng sanh. Thưa quý vị, bây giờ để chi tiết thêm một chút nữa về cách mà phát nguyện quy hàng ngày đó, nó có nhiều cái công đức bất khả tư nghị, và cái diệu dụng của nó không thể nói hết được. Bởi vì chúng ta đây đó phải nhìn nhận chúng ta là chúng sanh nhiều nghiệp nặng, từ hồi vô thủy tới giờ mình không có chịu cải hối ăn năn, không làm lành nên giữ, không có y theo Phật Pháp mà tu hành rốt ráo, cho nên nó còn chuyển luân làm con người ở thế gian. Chứ nếu linh hồn hoàn toàn tròn đạo hạnh thì đâu bao giờ còn phải trở ở đây còn quy y. Vì linh hồn chưa được hoàn toàn tròn đạo hạnh mà đắc quả vị nên nó còn đầu thai làm con người thế gian đây. Vậy thì bây giờ chúng ta nhìn nhận rằng mình có nhiều túc nghiệp, nhiều quan khiên, nhiều tội lỗi ở vô lượng kiếp tới nay. Mà nếu để mỗi một tháng một lần, hai lần, hay là tam nguyên rằm tháng giêng, tháng bảy, tháng mười thì mình sám hối vô chùa vậy đó, tới ba bốn tháng mới sám hối một lần, cũng như ba bốn tháng mới giặt một lần. Ai nghĩ coi làm sao mà hết sạch, bộ đồ sám hối bận chiều giặt mà còn dơ kìa. Còn cái tâm mình sám hối dính, chiều dính, chưa dính, tối cũng dính luôn nữa. Mà ngày giặt hai lần vậy mà không chừng nó chưa sạch kịp nữa. À, mỗi cái lần mà cầu nguyện vậy cũng như mình sám hối, mình gội rửa, mình giặt cái tâm của mình, biển phòng trần sớm gội cho xong, ngày lập hội mới mong trở lại. Mà cứ để ra giờ nửa tháng mới vô chùa lại sám hối một lần, cũng như nửa tháng giặt một lần vậy, thì ai chịu nổi không? Bộ đồ bên ngoài giặt chất dễ ra đó, mình để nước tẩy nó ra đó mà giặt có ai mặc nửa tháng giặt lần không? Chịu đầu sâu thấu, ngồi trước gió ta chịu hết nổi, ta tản cư. À, còn cái tâm mình nó dính rồi, cái tâm mình nó dính không trần rồi đó, không chừng ngày ba lần chưa sạch nữa, ngày đêm bốn lần chưa rồi nữa, cúng bốn thời nguyện ra giấy nghĩa là sám hối cải hối vậy mà chưa sạch nữa, mà để vậy cho tới ba tháng một lần, rồi bảy tháng một lần cái thôi rồi biết chừng nào là thành đạo. Vậy tu mau là tu tại gia cư sĩ, sớm chiều phát nguyện quy y mới gọi sạch được phiền não vô lượng kiếp, tội lỗi giá là vô biên trừ mới được chứ. Còn này lâu lâu mới đem là gội rửa một lần, mới đem trả lại nợ một lần, thì làm sao mà cho hết nợ, làm sao cho sạch được cái nghiệp. Đấy, đã không chưa làm đạo. Bây giờ chúng tôi kể cho quý vị nghe một câu chuyện thù thắng về cái việc mà nguyện cải hối ăn năn và phát nguyện quy trước Tam Bảo rất là đặc biệt. Trong thời Phật Thích Ca đó, thì Đức Phật truyền dạy cái pháp tam quy ngũ giới, cả nhân gian và cả chư thiên ai cũng đều biết. Nhưng mà có ông trời Đế Thích này đó, một hôm đó cái thước ông sắp mãn, cho nên ngũ si tướng hiện trên đầu, nó rối tóc hết trơn mà cái hào quang không còn, rồi mình đã dơ dái đổ mồ hôi và ngồi không yên, gọi là ngũ si tướng hiện. Ông biết như vậy là mình sắp hết phước, bây giờ chỉ có cách là lại Phật, cầu Phật chỉ cái pháp nào đó cho ông thôi đi. Mình mãn phước Đế Thích rồi, không biết rơi vào cái cảnh giới nào, khổ lắm. Nên còn phép đặng dân ông đến lễ Đức Phật Thích Ca, quỳ xuống bạch với Phật: con biết con ngũ si tướng hiện là sắp hết phước rồi, xin Phật tự bi giáo hóa cách nào cho con giữ được cái thân là Đế Thích và khỏi bị mãn cái phước mà đọa xuống các cái đường lục đạo. Đức Phật nói: này Đế Thích, không có cái pháp nào hơn là cái pháp sám hối và tự quy Phật, quy pháp quy tăng. Nhà ngươi hãy tự thành lòng sám hối và nguyện quy Phật, quy pháp, quy tăng và niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng đi. Đó là cái pháp thù thắng bậc nhất trong đạo Phật của ta. Ông nghe nói rồi ông quỳ xuống, ông nghe nguyện giấy: con xin là tự sám hối, quy Phật, quy pháp, quy tăng, nam mô Phật, nam mô pháp, nam mô tăng, tới đó tắt hơi. Tắt hơi trong khi còn quỳ vậy nè, thì cái hồn xuất ra lại đẳng là nhập vào cái thai con lừa, bị mãn kiếp Đế Thích là phải đầu thai làm lừa mấy chục năm đó. Nhưng mà nhờ cái vừa phát nguyện quy vậy đó, nhập vào thai lừa, cái lượng sanh lừa con ra, cái nó xảo thai, cái lừa con chết, cái hồn trở lại nhập, cái xác Đế Thích chưa kịp té còn đương quỷ
Đức Phật nó lành thay cho Đế Thích, nhờ cái tâm chân thành sám hối, chân thành tự quy tam bảo, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, mà thoát được một kiếp lừa và giữ được cái thân Đế Thích. Thưa toàn thể chư đồng đạo, quý vị thấy coi, sớm chiều phát nguyện quy y nó công năng diệu dụng như thế nào trong Phật Pháp từ xưa đã có. Chúng ta là người nặng nghiệp cho nên Đức Thầy mới dạy chúng ta sớm phát nguyện quy y, chiều phát nguyện quy y, nếu tinh tấn thì chúng ta thêm buổi trưa buổi khuya nữa càng tốt. À, bởi vì mình gội rửa xiêm chừng não mau ghê, sạch đấy. Nè, lại nữa đó, nếu mà phát nguyện quy y mà chẳng may chúng ta có vừa phát nguyện quy y chân thành và niệm Phật niệm Pháp mà rồi mãn kiếp liền đi, cũng được sự đắc độ nữa. Thưa quý vị, bây giờ liên tục chúng tôi kể một câu chuyện gần thân là tín đồ của Đức Thầy Tông Kính. Đó là ông Ba Ngà ở xã Phú An cùng đi dân hai quê xuống dưới kinh sáng Xà No nhà ông Bộ Thành đó. Ông Ba Ngà thì chưa quy mà ông hai quê đã quy rồi, cho nên xuống dưới đó ông Ba Ngà mới bạch với thầy, xin thầy chứng minh cho con được phép quy vào đạo, và cái sở nguyện của con là cũng muốn được theo thầy để hầu thầy tu hành, không muốn trở về nhà. Thầy nói được, thôi vậy thì quy y đi. Xong thầy mới đi vô trong buồng, thầy trở ra thì cho ông Ba Ngà 6 đồng bạc, 7 đồng bạc. Thầy nói thôi, cầm 7 đồng bạc này về nhà mà tu đi. Ông Ba Ngà không dám lấy, nhưng mà thầy nói, thầy cho thì cứ lấy, rồi sau này biết. À, thì ông Ba Ngà không dám cãi. Lãnh 7 đồng bạc, khi đi xuống ghe về tới nhà Đức ông ở tại Hòa Hảo thì ông Ba Ngà phát bệnh. Ông hai quê phải về trên nhà, cho người nhà hay đem xe ngựa xuống kéo ông Ba Ngà về nhà. Thì từ đó đau cho đến khi 7 ngày sau là bỏ xác, đem sau hè chôn ổng rồi cất cho ổng cái nhà mộ. Thưa quý vị, chuyến sau đó xuống dưới ông hai quê mới hỏi bạch với Đức Thầy, hôm trước đi với con là có Ba Ngà, xuống đây vừa quy Đức Thầy, sau khi về trển có 7 ngày bỏ xác, như vậy thì ông Ba Ngà để được kết quả thế nào ông thầy? Thầy nói tôi biết cái số Ba Ngà chỉ còn có 7 ngày nữa à, cho nên xin đi theo tôi thì không có cho, biểu về nhà ra sao hè cất cái cốc mà tu đi. Vậy thì ở trển có cất cái nhà mồ chứ y không? Ông hai quê dạ bạch thầy có, thì theo cái tục lệ xưa nay thì quả thật đúng y như thằng thầy quy kỳ, vì số ông còn có 7 ngày nên thầy cho 7 đồng bạc. Thôi cái chuyện đó không nói chi, nó qua rồi. Rồi ông hai quê mới hỏi tiếp về bạch thầy Ba Ngà mới có cái tâm ái mộ và thành lòng muốn đi tu hành vậy nào, rồi cái chết liền vậy có kết quả được không thầy? Thầy nói kết quả tôi đội linh hồn Ba Ngà rồi, nhưng mà Ba Ngà phải tu quanh. Ông hai quê đứng lên bạch thầy, vậy thì Ba Ngà mới quy tu hành mà bỏ xác vậy là tu quanh rồi, còn cái tu tắc là tu sao thầy chỉ các con biết. Thầy nói tu tắc là mình còn cái xác thân này nè, vừa làm vừa ăn vừa giúp đời, vừa nuôi cha mẹ, vừa trả tứ đại trọng ân, sự cho tròn 10 điều ác không phạm, mà làm công việc lợi ích cho Phật Pháp nhân sinh, đó là tu tắc. Còn Ba Ngà bây giờ linh hồn không đâu còn có thể làm được chuyện đó, cho nên dù có tu đi nữa, tôi có đội nữa cũng là tu quanh. Thưa quý vị, vậy thì hôm nay chúng ta là những người hiện diện đây là hoàn toàn là ở trong cái vinh hạnh tu tắc không rồi đó, phải không mấy chị mấy bạn? Mình có mặt đây không có bỏ xác mà tu vậy là tu qua tu tắc rồi, mà không biết mình có chịu đi tắc không hay lòng vòng đó, phải không? Tại sao Ba Ngà mới quy có 7 ngày mà thầy đổ được? Bây giờ thêm cái sự nhận xét, chắc ông Ba Ngà ông thành tâm dữ lắm, ông ái mộ chân thật lắm, cho nên thầy mới đổ được. Còn đó giờ mình tu sao mà tính ra là không biết bao nhiêu lần 7 ngày rồi mà không thấy thầy về đổ lần nào, và không thấy có màu nhiệm gì hết trơn. Tại sao quý vị? Chắc bộ mình phát tâm yếu dữ lắm sao? À, cả èo cả ọt gì đây, buổi sớm buổi trễ, buổi cúng buổi không, buổi nhớ buổi quên, có đôi khi điên cúng mà cũng xẹt qua xẹt lại chuyện nọ chuyện kia tùm lum, cho nên chưa được nhất tâm thầy mới chưa đậu được. Chứ nếu mà nhất tâm đó thì chắc chắn quý vị ơi không có đợi lâu, bởi tu nhất kiếp ngộ nhất thời, nhất tâm là được kết quả. Bởi vì nếu chúng ta nhất tâm đó thì trong kinh A Di Đà nói là nhất cứu Di Đà vô biệt niệm bất lao đàn chỉ đáo tây phương. Nhất cứu là một câu, Di Đà là hiệu của Phật A Di Đà, một niệm, không có niệm nào khác thì không nhập khải mông tai tới tây phương. Ai nghĩ coi khải mông tai bao lâu mà không có lẹ hơn cái khải mông tai nữa, mà đều phải nhớ con câu Di Đà, đừng có câu khác vô nha, đừng có chuyện nghe là tiền bạc giận hờn thương ghét thằng rể con dâu chòm xóm gì đó, đừng có ghi nhớ mấy cái chuyện mấy bà hàng xóm, cái chuyện đời,
chỉ có câu Di Đà không, người tới Tây Phương rồi, ngặt này Bình chắc bộ nhiều câu lắm. Đó giờ còn ngồi sừng sững như vậy à, không tới đâu hết trơn nghe. Chứ nếu mà nhất cứu Di Đà vô biệt niệm là bất lao đàn chỉ ráo Tây Phương rồi, thâm nhập khải luân khạch tay tới Tây Phương rồi. Thưa quý vị, vậy thôi bây giờ để tiếng thêm vài tiết mục sau cho nó mau, dạ đủ thì giờ. Vậy thì phượng thờ Đức Phật, phát nguyện quy giữ gìn ít điều giới lực. Ít điều giới lực là mấy điều? 8 điều răng cấm thôi à. Bị xưa kia Phật dạy đó là ở tại gia thì ngũ giới, còn xuất gia đó sa di thì thập giới, tỳ kheo là 250 giới, tỳ kheo ni 348 giới. Quý vị thấy phải nhiều không? Còn mình đây có 8 điều là ít điều giới lực là phải rồi. Nhưng mà ít điều giới lực của thầy đó chút tinh ba của cái tạng lực, cho nên dạy chúng ta có đầy đủ cái, nghĩa là cái tác dụng công năng nó không kém gì cái phần giới lực của Phật dạy xưa 250 giới, 348 giới. Bây giờ chúng tôi không thể đứng đây trình bày hết, chúng tôi đại đệ đức thầy dạy đó. Một đó, 8 điều răng cấm này đó trừ cái tướng tội. 2, 8 điều răng cấm trừ tánh tội. Thì đó thuộc về cái phần giới lực, là khế lý với khế cơ. Bởi vì cái giới lực có 8 điều là chúng ta nghe qua nó dễ dàng, dễ học, dễ thuộc. Nhưng mà nếu mà thành lòng và thật sự phụng hành mà giữ đó thì tướng tội cũng sạch mà tánh tội cũng không còn. Bởi vì xưa kia Đức Phật dạy đó, giới lực dù là 250, 348 giới, 10 giới trọng, 48 giới kinh Bồ Tát cũng không ngoài cái chuyện mà trừ được cái tướng tội và tánh tội, tức là giữ tướng giới, tánh giới mà nó nhiều. Còn hôm nay có 8 điều cũng dễ, mình học không mấy hồi. Vậy mà tín đồ Phật giáo họ cũng ít ai thuộc lắm nha. Mà quý vị nhớ coi, 8 điều răng cấm mình không thuộc rồi làm sao mình giữ quý vị? Cũng như cái nhà binh, người ta có cái kỷ luật nhà binh, mà cái ông nào đi lính thì nếu muốn lãnh lương cũng phải thuộc kỷ luật nhà binh. Rồi giữ kỷ luật không phạm được người ta mới phát lương chứ không thôi bị kỷ luật, bị bỏ tù hoài, rồi ai phát lương cho mình à. Cho nên cái điều quan trọng là chúng ta phải thuộc, rồi chúng ta phải giữ, phải làm. Đó, như vậy mới kết quả. Bây giờ đã nói rằng giới lực của thầy đó nó có công năng trừ tướng tội, tánh tội, cái đó là về đối nội. Còn về đối ngoại đó, 8 điều răng cấm đó nó lại là một cái điều rất hợp thời với pháp lý. Chẳng những đạo lý mà còn hợp với pháp lý nữa. Đạo lý thì trừ được tánh tội, tướng tội rồi, còn pháp lý đó nghĩa là không có cái chế độ nào, không có pháp luật nào mà 8 điều răng cấm của thầy bị lỗi hết. Ngay trong cái chế độ hiện nay là xã hội chủ nghĩa, là cộng sản đây, mà 8 điều răng cấm chúng ta giữ đó, chúng ta cũng không có cái, nghĩa là trái lại luật lệ pháp lý nữa. Lần lượt chúng tôi sẽ trình bày điều đó. Thưa quý vị, bây giờ đáng lý chúng tôi phải trình bày đối nội, tức là trừ tướng tội, tánh tội, vân vân. Nhưng mà điều đó nội bộ chúng ta thôi để đó. Bây giờ chúng tôi xin trình bày giới luật của Đức Thầy đó rất hợp thời, dù là chế độ nào đi nữa, dù là ở trên cái thế giới này châu nào đi nữa, pháp luật nào cũng không có bao giờ chúng ta trái lại. Chúng ta giữ 8 điều răng cấm để luôn luôn hợp với cái đạo lý mà còn hợp với pháp lý nữa. Bây giờ chúng tôi đại lược kể ra quý vị nghe, quý vị thấy coi có thể nó đúng đắn thì chúng ta nên phụng hành 8 điều răng cấm này đi. Không có lỗi bổn phận công dân, không có lỗi người tín đồ đạo Phật. Bởi vì bổn phận công dân hôm nay sống với cái xã hội chủ nghĩa cộng sản hôm nay đó, thì người ta đã đổi mới pháp luật và thường đưa ra những cái điều kiện để cải tiến cho cái dân tộc Việt Nam, từ pháp lý cho đến cái sự sống, từ bộ lực nghĩa là hành sự cho đến bộ lực dân sự. Thì hôm nay đó chúng tôi đã để đó, người ta bài trừ tệ đoan xã hội à. Mà chúng ta bước vào làm tín đồ Phật giáo hảo rồi, giữ cái điều răng cấm thứ nhất, chẳng nên uống rượu cờ bạc áp phiện chơi bời theo đàn điếm, thì còn cái tệ nào đâu? Đối pháp lý quý vị thấy còn bị cái tệ nào không à? Mà thầy đã cảm hóa chúng ta năm 1939 nặng, mà từ 39 tới giờ mình giữ y cái điều thứ nhất thôi à, không uống rượu, không cờ bạc, không áp phiện, không chơi bời theo đàn điếm, thì pháp lực ai đâu mà trừng trị bỏ tù mình nữa, và không còn ở lạc vào cái tệ đoan nào trong xã hội hết à. Là phải giữ cho tròn lương lý tăng can ngưỡng thường đó. Đã quý vị thấy là tôi sơ lược thôi chứ không thể chi tiết hết. Rồi cái điều thứ nhì đó là chẳng nên lười biếng. Không nên lười biếng nha, mà phải làm gì? Phải cần kiệm sốt sắng lo làm ăn và lo tu hiền chân chất. Chẳng nên gây gỗ lẫn nhau, hãy tha thứ tội lỗi cho nhau trong khi nóng giận. Mà hiện giờ đây pháp luật nhà nước đang khuyến khích, đang cổ động, đang chủ trương cho dân tộc phải làm giàu, dân giàu nước mới mạnh, phải xóa đói giảm nghèo. Mà tín đồ Phật giáo của họ cần kiệm sốt sắng lo làm ăn, làm gì mà đó à, hãy cần kiệm sốt sắng lo làm ăn thì làm giàu, mà dân giàu thì nước mạnh. Quý vị thấy coi đi đúng với cái đường lối hiện giờ xã hội chủ nghĩa, người ta đang phát huy chủ động chúng ta,
dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng và văn minh. Nếu chúng ta tu hành chân chất thì có ăn gian ai nó không công bằng. Lại là tu hành chân chất thì cái đó gọi là văn minh tinh thần đó. Quý vị thấy coi có phải là hợp thời, hợp lý mà còn hợp thời nữa. Rồi thêm cái nữa, bây giờ đó nhà nước mới bài trừ đó, kêu bằng chống lãng phí, bài trừ tham nhũng. Mà người tín đồ Phật giáo bảo giữ điều răn cấm thứ ba đó, không nên ăn xài chưng dọn thái quá thì khỏi chống lãng phí. Bị giữ cái điều răn cấm rồi đâu có lãng phí, đâu có ăn xài chưng dọn thái quá mà lãng phí. Và lợi dụng tiền tài thì tham nhũng là lợi dụng tiền tài chứ gì. Thì không có ăn xài thái quá tức là không có lãng phí, là không có lợi dụng tiền tài, khỏi trừ tham nhũng. Mình đã tự trị sẵn trong 8 điều răn cấm Đức Thầy dạy vào năm 39 tới nay rồi. Nếu là người tín đồ Phật giáo bảo chân chính thì không có lạc vào những cái pháp luật hiện giờ người ta đang là bài trừ, đang xây dựng. Mà mình khỏi bị trừ, khỏi xây dựng là vì mình không ăn xài chưng dọn thái quá, là không có lãng phí, không có lợi dụng tiền tài, thì không có lạc vào tham nhũng. Dầu danh, dầu có hợp với chánh quyền mà làm trong cái cơ quan hành chánh đi nữa mà giữ cái điều răn cấm thứ ba thì đâu có tham nhũng, bị bài trừ. Thấy không? Biết bao nhiêu cái chuyện mà nó hay ho làm sao nói hết được. Ở đây chúng tôi chỉ đại khái thôi. Đó là điều răn cấm thứ tư. Chẳng nên kêu trời Phật thần thánh mà sai hoặc nguyền rủa. Vì thần thánh không can phạm đến ta, như vậy chúng ta giữ cái này nó thuộc về chánh ngữ, nó thuộc về cái lời nói trong sạch. Thì bao giờ có cái gì mà phạm với cái lỗi lầm với thiên liêng, với thần thánh, mà đối với xã hội cũng rất tốt. Về chúng ta hôm nay đó là cái người tín đồ Phật giáo hảo đó, khỏi cái lo mà cái pháp luật trừng trị, mà có lo cái điều là mình không chịu giữ 8 điều răn cấm cho nghiêm chỉnh, cho nên không được làm tín đồ trong sạch, không làm được công dân ngoài cái việc pháp luật trừng trị chúng ta. Và giờ hiện giờ đây nhà nước bài trừ dị đoan mê tín nè, mà mình giữ cái điều răn cấm thứ năm, không ăn thịt trâu, thịt chó, bò và không sát sanh hại vật mà cúng thần thánh nào, thì đâu có dị đoan mê tín. Vì ra là thần thánh không bao giờ ăn hối lộ, vì chúng ta làm tội sẽ hưởng tội, còn những hạng ăn đồ cúng kiến mà làm cho hết bệnh ấy là tà thần, mà mình không cúng kiến tà thần thì còn dị đoan mê tín sao được. Và cái điều răn cấm thứ sáu là không nên đốt với tiền vàng bạc, với quần áo mà tốn tiền vô lý, cái đó thuộc về ở trong cái dị đoan mê tín. Vì quý vị thấy cả 8 điều răn cấm thật là hay ho, sâu sắc vô cùng, chẳng những về đạo lý mà về tâm lý lúc nào pháp lý cũng là hợp cả, mà độc đáo nhất và cái tối hậu nhất. Hiện giờ chính sách của nhà nước gọi là đổi mới tư duy, hoặc là phải dùng trí tuệ mà xây dựng đất nước, xây dựng cơ quan, xây dựng dân sự và mọi cái lĩnh vực từ kinh tế vân vân, phải từ trí tuệ sáng tạo. Mà điều răn cấm thứ bảy đó, đứng trước mọi việc chi về sự đạo đức phải suy xét cho minh lý. Cái đó là gì? Là tư duy chứ gì. Vậy với tư duy là gì? Là suy gẫm chân chánh. Mà là suy xét minh lý thì nó là tư duy. Mà từ cái môi trường tư duy mới có trí huệ, làm mới biết đúng biết sai, biết trật biết trúng. Cho nên chúng ta nếu giữ điều răn cấm thứ bảy thì là đổi mới tư duy và có đủ trí tuệ từ năm 1939 tới nay. Sợ chúng ta không chịu giữ, cho nên pháp lực mới nhắc nhở, mới xây dựng. Chứ nếu mà chúng ta chân chính mà gìn giữ rồi thì cái pháp lực đời nay đối với đời nào đi nữa chúng ta cũng vẫn sống vững vàng, nghĩa là vừa đạo lý vừa pháp lý, không bao giờ bị nghĩa là trở ngại. Bây giờ chúng tôi đi đến cái sau cùng, đại khái nói về cái mặt mà hợp thời thôi, hợp đời chứ không có nói về trong cái nội bộ về đạo lý. Điều răn cấm thứ 8 đó, thầy dạy chúng ta là tóm tắt phải thương nhau con một cha và dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Có dịp hôm nọ tôi có trình bày ở ngoài kia xa, tôi nói người ta nghĩ rằng thương nhau con một cha, cái điều răn cấm thứ 8 của Đức Quỳnh Giáo Chủ dạy đó, với cái quan niệm thông thường rằng là tín đồ Phật giáo quả thương nhau như con một cha, vì một đạo mà. Nhưng mà tôi nói đó, ý nghĩa con một cha của Đức Quỳnh Giáo Chủ dạy không phải là trong khuôn khổ như thế đó, mà cái điều kiện trước hết là đồng đạo con một cha, ngoại đạo con một cha, tôn giáo khác con một cha, mà cộng sản cũng là con một cha nữa. Người ta nói, ủa sao ông này nói lạ? Tôi mới nghĩ vậy, tôi mới trình bày vậy nè. Con một cha là mình học trong một đạo là con một cha đành rồi. Nhưng mà đồng bào ruột thịt chúng ta từ Nam Trung Bắc có phải là con Lạc Cháu Hồng không? Phải con của Đức Lạc Long Quân và Bạo Cơ không? Vì tương truyền rằng ông Lạc Long Quân với Bạo Cơ ở nhau sinh ra một trăm cái trứng. Hôm nay Việt Nam chúng ta có 70 triệu là con dòng cháu tiên, tức là con của Lạc Long Quân và Bảo Cơ là con một cha. Vậy thì không có đạo cũng con một cha nữa, cộng sản cũng con một cha nữa. Thì đã con một cha thì cộng sản phải thương Phật giáo hòa hảo,
Phật giáo hòa hảo cũng phải thương cộng sản và phải thương các giới khác, tôn giáo khác, đó mới lãnh hội được cái đại ý của Đức Quỳnh Giáo Chủ dạy trong điều răn căn thứ 8. Còn mình cứ để riêng con một cha là đồng đạo, là tín đồ hòa hảo đó, mình thương nhau con một cha, coi chừng cái đó mình chưa hiểu hết cái ý nghĩa con một cha mà thầy dạy. Còn con một cha đại đồng đó là dân ở nước khác, không phải là dân tộc Việt Nam, mà không phải là loài người, mà là chúng sanh trong các giới đều là con một cha. Là vì Phật ái chúng sanh như mẫu ái tử, Phật thương chúng sanh như thương con. Vậy chúng ta đây ở trong nản thai thấp quá bốn cái loài chúng sanh đây thì cũng là con của Phật không, thì cũng thương nhau con một cha. Cái đó là cái lý đại đồng. Bạn quý vị, vậy ý nghĩa con một cha mà thầy dạy vô cùng sâu sắc, mà tại vì chúng ta chưa có dịp đem ra để trình bày, để nhắc nhở nhau, phổ biến cho nó rộng rãi. Về chúng ta thực hiện bao nhiêu là thấy nó vô cùng thỏa mãn cho chúng ta. Ở trong tín đồ Phật giáo ảo, tại gia cư sĩ, học Phật tu nhân, còn đòi gì đi đâu nữa. Ở đây không có lỗi với pháp lực, ở đây không có lỗi với đạo lý, không có lỗi với giới lực của Đức Phật từ xuống, vì còn bôn ba đi đâu nữa. Cúi đầu ở trong tín đồ Phật giáo ảo suốt đời, miễn làm cho yên vậy là thấy nó hạnh phúc, thấy nó kết quả rồi. Bây giờ hằng coi kinh sách sửa tánh răng lòng, cho nên Đức Thầy dạy chúng ta là dạy không trần thế cho nào dạy ngu. Nếu mà không thường coi kinh sách thì không biết cái pháp giáo của thầy sao, giới luật sao mà ăn ở cho được. Bởi vì tất cả thiện nam tín nữ trong tôn giáo nhà Phật lúc rảnh việc thường coi kể gián để giữ gìn phong hóa nước nhà, giữ những tục lệ chân chánh, bỏ tất cả những sự dị đoan mê tín thái quá mà làm cho đạo đức suy đồi. Mà chúng ta không chịu coi gián ngày này qua ngày kia, rồi cứ dậy ra rồi làm sao không biết được cái giới luật, biết được cái đạo lý mà ăn ở. Cho nên có nhiều người nói đó vậy nè, nó đạo pháp xem qua chứ gọi thường, đừng có đem ra đọc thường tội lắm, để trưởng trang trưởng thờ quý dữ lắm. Thầy nghĩ coi, mà chỗ khác thầy biết thường coi kệ giảng mà mấy ông đừng đọc thường, không đọc thường mình không thuộc lấy gì làm. Ta không đọc thường là người ta thuộc hết trơn rồi, giáo lý toàn bộ thuộc rồi. Cho nên phải học là một, rồi hằng có kinh sách sửa tánh răng lòng. Sửa tánh răng lòng là tu đó, là cái nghĩa của chữ tu đó. Chữ tu chứ khá trễ chạy, phải trao phải sửa nghe thầy dạy khuyên. Không thể học không mà không tu, không thể tu không mà không học. Phải có học có tu thì mới kết quả được học Phật rồi tu nhân. Còn này học không mà không tu thì giống ra sao? Không kết quả quý vị ơi. Học không có kiến thức giống như người có con mắt ha, mà đều sủi hết hai cái chân rồi, đi không có được. Rồi tu không mà không học thì giống cái ông này, không có sức khỏe, tay chân mạnh dạng lắm mà lại mù hai con mắt. Ai nghĩ coi, tay chân sức khỏe mạnh mà mù hai mắt là lấy gì đi, cái đường đâu có biết đi, đi lưỡi bậy lưỡi bạ, thành ra cũng lâu lắm. Rồi cái ông kia ông thấy sáng quắc hai con mắt mà đi không được, hai giò ông sụi, thôi cái ông sụi lên đai, lên vai cái ông mạnh đi luôn, vừa có hai mắt vừa có hai cái chân. Vậy thì phải vừa học vừa tu, vừa tu vừa học. Cho nên thầy nói học Phật tu nhân, chứ không phải là tu nhân mà không biết học Phật. Học Phật để giữ cái hiểu biết sáng suốt, có kiến thức, có trí huệ. Tu nhân tức là cái chỗ làm thực tế, chứ không phải là chúng ta chỉ học mà đạt đạo đâu. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta là người cư sĩ tại gia mà học Phật tu nhân, vậy thì quý vị thấy cái còn gì nữa mà thiệt thòi thiếu thốn mà chúng ta không chịu tu. Rồi bây giờ còn phải làm thêm nữa, chứ không phải lo cho mình không đâu, còn ủng hộ các sư nữa. Như thế mới lần lần lên con đường là giải thoát, phải không? Các sư là ai vậy? Mình nghe nói các sư tức là mấy ông sư cạo tóc đắp y rồi đó ha, mấy ông đại đức, mấy ông hòa thượng rồi đó, mấy ông tăng ni. Nhưng mà mấy ông cạo tóc đắp y thì mấy ông cũng để tu thôi. Vậy thì người nào tu có thể là giống như nhà sư chứ gì? Hả, người nào tu hành chân chính thì đó là các sư đó, ủng hộ các sư. Vì các sư đã tu hành giới đức trong sạch mình phải ủng hộ. Vì người nào giới đức trong sạch mình ủng hộ là ủng hộ các sư. Đây là cái môn tu phước điền mà chúng ta vừa tu cho mình, vừa tu cho người, vừa giúp ích cho tam bảo, gọi là tu phước điền. Về cư sĩ tín đồ Phật giáo bảo đó, cư sĩ ủng hộ các sư. Nếu mình có tiến lên thì tiến lên các sư, tức là tiến lên tu hành chân chính đó nghe, chứ không phải tiến lên cạo đầu xuất gia nghe không. Ý tôi nói các sư là tu hành chân chính đó, có tiến lên làm nhà sư nghe, chứ đừng cư sĩ tiến lên làm kỹ sư đó không có được. Kỹ sư sao mấy bà biết không trời? Kỹ sư là cư sĩ đó. Bởi vì kỹ sư hay chế lắm, máy này máy kia máy nọ, cái máy mấy cái máy này cũng kỹ sư nè, mà ngặt mình cư sĩ mình không có chế máy, mà chế con trai, chế con gái, chế 7-8 cái máy, có người tới 13-14-15 cái máy vậy đó. Ai nghĩ coi xăng đâu mà chạy, có tiến lên làm nhà sư tu hành chân chính không tiến thôi. Ai nghĩ kỹ cư sĩ mà tiến lên cho nhà sư kỹ sư chứ đùm đề cái nó tu hết ngẫu rồi, đứa khóc đứa la, đứa đau đứa ốm, thằng rể con dâu gì tùm lum,
tại giỏi quá làm kỹ sư nó giờ ráng chịu than thở gì nữa, phải không? Người ta đọc thân cư sĩ thì cũng được, đâu có hại gì. Mấy tu sĩ ở cấp Am này, có ông tu sĩ Xá Bền này cũng là thuộc địa cư sĩ, ông có đi du phương khắp thực còn nào đâu, có ông mình bác đi xin đầu này đầu kia gì đâu. Ông ở đây cái nhà ông có chỗ nè, ông cũng cư sĩ mà đều cư sĩ độc thân ha, à, cư sĩ xuất thế. Còn cư sĩ xử thế, cư sĩ có gia đình là vì người ta đã lỡ có rồi, ta làm cư sĩ. Còn mình không có, mình cư sĩ xuất thế thì có tiến lên, tiến lên làm nhà sư, ai nghĩ có tiến lên làm kỹ sư. Rồi vợ khóc con la, làm ăn không đủ, than thở hoài, gặp tôi nói chú hai ơi, cái này con khổ quá. Nó còn ráng chịu, đừng có thở than gì. Hồi đó độc thân xuống còn chết, có tiến lên làm nhà sư tu hành không thôi, sao tiến lên làm kỹ sư. Nó thấy ta làm kỹ sư cũng ham quá, ai giờ vô làm khổ quá chú hai ơi. Bây giờ 3-4 đứa, 7-8 đứa, tôi nói chết ráng chịu. Tại cái này mình ham làm kỹ sư quá à. Vậy thì xin nhắn nhủ cùng chị em đồng đạo, chúng ta giàu độc thân không phải ở cư sĩ mà thế tục đâu. Bởi vì cư sĩ hữu nhị tôi đã định nghĩa rồi à, cư sĩ của chúng ta ở đây là cư sĩ xuất thế. Còn cư sĩ mà lỡ có gia đình rồi đó, giờ đó cư sĩ xuất thế bị mình lỡ nó bề bổn rồi, thôi giờ cư xử thế cho nó trọn. Chứ ai về đâu tiến lên mà làm, không làm nhà tu chân chính mà làm kỹ sư thì rầu rầu. Còn gì kể cái đàn án của mình ha. Thôi vậy cái mục đó cho qua đi. Chúng ta ở hàng cư sĩ ủng hộ các sư, tức là nhà tu chân chính. Vậy thì ai chân chính mình ủng hộ rồi mình sẽ bước lên nhà tu chân chính ha. Nà, thì chúng ta làm nhà sư không phải là hình thức, mà nhà sư là có giới luật tinh nghiêm, có đạo đức trong sạch, được làm gương mẫu cho người khác, đáng xuất gia mà không xuất gia. Đó là hạng thứ nhì, cư sĩ tại gia tu đạo, cư gia đạo sĩ, chân di cư sĩ. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta muốn tìm hiểu có cư sĩ trong đạo Phật từ xưa tới nay đó. Nghe nói cư sĩ thì cũng có, nhưng mà cư sĩ thành đạo được bao nhiêu người, và có thành đạo được hay không, có siêu xuất hay không. Nếu mà có thành đạo, có siêu xuất thì chúng ta ở cư sĩ không có thiệt thòi gì đâu nha. Tu sĩ độc thân cũng là cư sĩ độc thân ha, cư sĩ xuất thế. Vậy từ xưa tới nay trong đạo Phật có bao nhiêu cư sĩ, và hiện giờ tín đồ Phật giáo ảo, tín đồ thầy đó có cư sĩ giải thoát không? Có, kể ông hết rồi, ở đây kể tới chiều không hết nữa, nhưng mà kể một vài ông vậy thôi, tiêu biểu ha. Hầu đời Phật Thích Ca đó có nhiều cư sĩ lắm, chẳng hạn như ông á là Cấp Cô Độc cũng là cư sĩ, vua Ba Tư Nặc cũng là cư sĩ, mà ông Di Mạc Cật cũng là cư sĩ nữa. Ông Cấp Cô Độc thì giàu có bố thí giúp đời các tỉnh xá cho Phật, cũng thuộc về hàng cư sĩ phát tâm Bồ Đề ha. Ba Tư Nặc cũng quy y với Phật Thích Ca tu hành, cũng là cư sĩ hàng Dương Giả. Mà tới ông Bạch Y cư sĩ Di Ma Cật, chắc quý vị cái đọc kinh biết ông đó mà ha, nghe tiếng tâm dữ dội mà thiệt, siêu xuất thiệt. Có một hôm đó ông Di Ma Cật ông bệnh, cho nên Đức Phật mới triệu tập hết tín đồ là 25 vị đại đệ tử lại thay thế cho Phật ở đó là thăm ông Di Ma Cật. Mà kêu ông nào ông không chịu đi hết trơn á. Ông Sa Lợi Phất, ông Mục Kiền Liên, ông Ca Chiên Viên, ông Phu Lô Na, ông A Nan, ông Di Lặc, ông á là nào đi nào cũng không, ông nào dám lãnh đi thay thế cho Phật mà thăm Di Ma Cật hết trơn á. Tại sao vậy? Vì các ông đều trình bày lý do là ngán ông Di Ma Cật, không dám lại gặp mặt. Trong đó chúng tôi xin kể một vài ông cho quý vị nghe nha. Một hôm Sa Lợi Phất ông lên trên rừng, ông ngồi nhập thiền định. Ông biết ông Di Ma Cật từ đâu, ông thần thông cách sao, ông biết ông xuất hiện tới trước mặt. Hỏi vậy ông trưởng lão Sa Lợi Phất, ông ngồi đây làm gì ạ? Ông dạ thưa ngài, tôi ngồi đây nhập định. Ông hỏi vậy chứ ông ngồi đây nhập định là rình định hay ông định? Ông kia phải trả lời lý, dạ thưa ngài Bạch Y, tâm định. Nó tâm định này đâu định được, lại trên rừng mới định. Nếu ông ngồi đây định là rừng định chứ ông định sao? Ông định thì ông ngồi đâu định được, đợi gì lên trên rừng. Ông Sa Lợi Phất là trí tuệ đệ nhất mà ông tới đó ông làm tin luôn đó. Không biết sao trả lời ông cho được, mà không biết bao nhiêu ông vậy đó. Rồi tới kể một vài ông nè. Ông A Nan, một hôm nọ đó cái ổng nghe nói Phật có bệnh, mà ổng là thị giả của Phật còn ai biết không. Ông xách cây bình bát lại cái nhà Bà La Môn đó. Ông nói hôm nay thân của Như Lai, thân của Thế Tôn Phật bệnh, giờ tôi đến đây xin thí chủ cho xin một bát sữa, ông về cho Phật dùng. Ông Di Ma Cật ở đâu ông biết, ông xuất hiện trước mặt nó nè. Ông A Nan, ông lui đi, sao ông nói xấu Phật vậy? Ông kia nói dạ tôi hầu Phật, Phật bệnh tôi biết mà. Ông nói thật nào mà bệnh, ông nói trật lắc à. Thân Phật bệnh chứ Phật nào mà bệnh. Ông nói cho người ta cười thật hả? Ông lui đi.
Ông anh An biết sao trả lời, ông nói trung trần, thân thật bệnh chứ Phật nào mà bệnh. Anh nghĩ coi, bởi vì giờ gặp Diêm La Cật là không có dám gặp, ngăn lắm. Quý vị thấy coi, biết bao nhiêu người vậy, thấy không? Vậy thì cái trường hợp ông Diêm La Cật đó, ông bạch y cư sĩ chứ đâu phải là xuất gia, đâu có cạo tóc gì, ông có gia đình của cái đầy đủ vợ con gia thế vậy mà sao mà ông siêu sức quá. Nhờ ông tại gia mà ông giữ cái giới, ông tu cái hạnh, chứ đâu phải là tại gia mà không giữ giới, không có hạnh tu, rất ráo dễ gì được vậy. Tại vì kể ông hết đâu, chúng tôi đơn được thôi. Sau đó ông Văn Thù Bồ Tát đó, mà trong kinh gọi là Văn Thù Sư Lợi Pháp Dương Tử, tức là ông con trưởng của Đức Phật đó, mới dám có thể lợi nghĩa là thăm Di Ma Cập, kéo nguyên cái đàn, nghĩa là 25 vị Bồ Tát và A-La-Hán rất đông. Nhưng mà lợi bàn lưỡng đạo tới cái mức cuối cùng đó, ông Văn Thù còn phải nhượng bực ông Di Ma Cập nữa. Bởi hỏi tới cái lý bất nhị đó, thì ông Văn Thù cũng diễn tả cái lý bất nhị thật là nó chính xác rõ ràng làm sao. Ai cũng đều vỗ tay đều khen tặng hết, mà tới hỏi ông Di Ma Cập thì ông làm thế nào. Thì không ai biết sao khen, nhưng mà chỉ có ông Văn Thù nó thật đó mới là bất nhị đó. Bất nhị là không hai, mà chỗ tôi nói thì nó rõ ràng cái bất nhị, nhưng mà nó chưa phải là không hai. Làm khinh không nói mới là không hai. Quý vị thấy không? Tới ông Văn Thù Sư Lợi Pháp Dương Tử mà còn phải nể ông Di Ma Cập, ông là hàng cư sĩ chứ. Vì chúng ta vinh hạnh được làm cư sĩ của đạo Phật là quý lắm, mà tín đồ Phật giáo bảo cư sĩ lại còn kém gì. Miễn là chúng ta phải giữ giới luật tinh nghiêm, đạo lý đúng đắn, thấy không? Bây giờ kể thêm một vài câu chuyện cư sĩ nữa. Dài dài xuống qua cái đời ở Trung Hoa, có gia đình ông Bàn Cử, tức ông Bàn Công đó. Ông có hai đứa con trai lớn, con gái út, rồi hai vợ chồng. Mà ở tại gia cư sĩ nha, ông tu hành chân chính lắm, rốt ráo lắm, đồng tâm hiệp chí chữ tu dắt nhiều. Cho nên trong nhà bốn người mà đều có một chí hướng à, tu hành theo đạo Phật, có cái lý tưởng giải thoát mà thôi. Nói cho nó gọn vậy chứ câu chuyện lịch sử này cũng dần dài lắm. Một hôm cái ông cho bà Bàn Công biết, nói tôi cho bà hay nha, là ngày mai này đó đúng 12 giờ tôi lên pháp tòa tôi tịch, bà ở lại với hai con. Con gái út nghe nói vậy đó, 12 giờ ông cha mình nó viên tịch, nó nhập nước bàn. Cái cỡ 10 giờ mấy gì nó tắm rửa sửa sạn, cái 11 giờ nó lén vô nó ngồi chỗ đó đó, cái chỗ cái tài sư tử tịch trước. Tới chuyện ông vô ông nói, ủa vậy là anh gái út đi trước tôi rồi bà ơi, giờ làm sao tôi đi, nó dặn đi rồi, thôi trở chuyến đò tôi ở lại tôi chôn cất với bà, chôn gái út lên chiếu rồi. Để nó thử bữa sau này tôi nhảy qua, con gái út mình đi rồi tôi đi không được, thôi bữa tới đây bữa mơ đi 12 giờ tôi đi nha. Bà nói ông đi đi rồi tôi vô cho con trai ông nó hay nhận về. Vô tới trong đồng thì đâu khoảng 8-9 giờ rồi, ngay là cha con bữa nay nhập niết bàn, thì nhảy qua em út con đó nó dẫn đi trước rồi, thành ra bữa nay mẹ vô cho con hay. Cái người con trai nói bây giờ tôi trở về trễ mẹ ơi, mà tôi không thể nào ngồi thấy cha tôi nhập niết bàn trước, thôi tôi đứng đây tôi tịch trước à. Ông đi cầm cài ông đứng ông tịch luôn, nhập niết bàn luôn. Đó là hai đứa con rồi. Bà nó chạy riết vậy, nó khoan khoan ông ơi, khoan 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 lên pháp tà, khoan tịch đó. Ông nói cái gì nữa vậy, ngày qua là bị nó giành đi hình chiến rồi, bữa nay gì nữa đây. Nó con trai ông dẫn tịch rồi, tôi với ông ở lại ăn tán chứ sao. Ông nói rồi bị thằng trai rước bữa nữa, nó giành đi bữa nữa rồi. Rồi tới bữa thứ ba ông nói vậy, bà có giành không, bà nói trước rồi nha, chứ bữa nay tôi đi đó. Bà có giành anh tôi nhượng phước cho rồi, để bữa nào tôi đi hụt hoài à. Bà nói thôi ông cứ đi trước đi đi, chứ hai đứa nó giành đi trước không lẽ bữa nay tôi giành nữa. Cái bữa thứ ba ông lên ông tịch, bà chôn cất ông đàng hoàng rồi. Tới bữa thứ tư bà mới lên trên núi kiếm cái hang, mới vô trong đó ngồi bà tịnh tả, nhập bà tịch luôn. Mà người ta có đi núi tôi gặp rồi, tôi đi đá ta lấp ngang cái hang thôi khỏi chôn. Cho nên cái hang đó gọi là hang Bàn Bà, tức là hang của bàn công cư sĩ, vợ của ông Bàn Công cư sĩ, là ta kêu là hang Bàn Bà. À, nghĩ ta có bốn người ta ở cư sĩ mà ta nhập niết bàn hết cha con chồng vợ ráo trơn không? Vì mấy bà mấy ông đây cư sĩ, bữa nào nhập hết bữa nữa đi, về kêu con trai con gái dễ râu gì đó, cháu nội cháu ngoại vậy ngồi sắp hàng trước ngôi Tam Bảo đó mình nhập bữa coi. Mà nếu nhập không được là đứa khóc đứa la đứa quậy đứa rồi đó rối rồi, bị nó kéo lại. Ông Bàn Công tưởng bị nó giành đi, còn bị cháu nội cháu ngoại con gái con trai con rể con dâu nó kéo lại, chắc đi không được quá, chắc không có bữa nào đâu. Mình nó lùm đùm quá, thủ kỳ kỹ sư mà đi đâu được, đi ở đây lo dầu lo mỡ cho nó chạy không xong đi đâu. À thì bây giờ trở lại gần hơn chút nữa, tín đồ Phật giáo bảo có ai cư sĩ mà giải thoát không? Biết bao nhiêu cư sĩ tờ này, tín đồ thầy là cư sĩ không cái một, kể sao cho hết được. À ông Nguyễn Chí Diệp xã Hòa Hảo cũng cư sĩ, ông nói với bà, nói bà tôi cũng sắp bỏ xác đó bà, mà đều bà nhớ trấn tĩnh đừng buồn nha.
cái hoàn cảnh sống tôi với bà như che heo mà nhốt chung một chuồng vậy đó. Mà không biết ta bắt con nào ra ta mầm trước, mà chắc ta bắt tôi quá à. Thì bà ở lại bà đừng có buồn rầu lo khổ mà cứ niệm Phật đó nha. Quả thật ba bữa sau tôi bắt ổng đó. Thì ba bữa sau ông giải thoát, ông bỏ xác. Đó là cư sĩ Nguyễn Chí Diệp, tín đồ của Đức Thầy. Nguyên cái xã Hòa Hảo Đức Thầy nói Đức ông nha, chỉ có Hương Quảng Diệp là vô đạo trước hết ông cả. Quả thật ổng là giảng sanh, ông bỏ xác. Rồi tín đồ của thầy không phải là một cái ông ở tại địa phương không, mà cái ông này ông học tới bên Pháp, ông về ông cũng tu thành, cũng giải thoát nữa, là ông giỏi dân giỏi đó. Ông cũng cư sĩ vậy, chứ ông đâu có cạo tóc đắp gì đâu. À, vậy đó, mà ông nói trước dân năm nữa, nay năm à, còn tháng nữa nha, tôi bỏ xác à. Thì nó thôi ông, chưa ăn hết kêu chào, giờ bộ quệ rồi sao đó. Nói bỏ không được, ta cười đó. À, tôi nói anh tin thôi chứ tôi có gạt anh chi. Mà quả thật theo cái lời cô ký nói lại đó, bữa sau ông bỏ xác là bữa trước đó, ông còn đọc cái tờ báo chữ Pháp bằng tiếng Việt. Thì ông là người học nghe là Pháp văn hay lắm, đâu có bệnh hoạn gì đâu. Thì trước khi ông bỏ xác, ông nói cô hai à, cô cho tôi gửi ông già tôi lại nghe, đúng một năm tôi về tôi rước nghe cô hai. Bà ký nói thiệt quýnh này lạ quá, bộ tôi không phải con dâu hay sao mà đợi gửi nữa. Nó ờ thì cái bổn phận tôi đi trước tôi phải gửi cô. À bây giờ kêu cô với huynh rồi, vậy bữa nào mấy ông mấy bà mình về bắt trước coi, chắc kêu không nổi quá. Ba nó hoài mà làm sao mà đi đâu cho được. Rồi ổng kêu nói mau nó thì ở với pha nó luôn. Cái tay dám cách mạng cái việc mà ngôn ngữ theo đạo đức của mình cái gì đâu mà nhát quá. Thưa quý vị, thôi giờ nói tới đi. Thì đúng ngày đó ông bỏ xác, đúng một năm sau đó, từng tự dỗ, từng mấy tuần qua rồi tới đúng giáp năm đó, đương nghĩa là cầu nguyện tới ăn uống đó, cái ông già ông đau bụng. Lăng lăng người ta bỏ ăn hết trơn à. Rồi xuống lại ta tiếp cứu. Bà ký bà nhớ rồi, chắc đúng cái ngày ông hẹn diện rước. Cho nên vô cái bàn thờ ông gõ bon, giấy Nam Mô Quynh Ký ông. Quynh Diệu, Quynh rước ra với ông già ông mạnh để rồi Quynh bắt đi, rước đi lúc này cái rồi. Ta lỡ dở bỏ ăn hết trơn. Vậy mà ông già ông mạnh sau khi ta về rồi là ông già bỏ xác. Quý vị thấy không? Đi về Tây Phương còn trở lại rước ông già được á. Là cư sĩ tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Biết bao nhiêu kể cho xiết. Ở trên xã tôi có ông Quảng Thấp. Ông theo thầy rồi đó, bao nhiêu ruộng đất, bao nhiêu lợi danh buông bỏ hết lo niệm Phật tu hành. Đó là ông thân của anh Năm Mộng đó. Còn 3 ngày nữa bỏ xác, ông kêu Năm Mộng ra nói Mộng à, 3 bữa nữa cha bỏ xác đó con. Tức là cái bữa 14 đó con chịu không? Nếu không chịu rồi cha sụp lại bữa 13. Ông kia nói chàng ơi cha ơi, con muốn là muốn cha sống hoài chứ đâu sụt chi con bữa. Nói sợ người ta nói cha bỏ xác ngày 14 xấu cho con đi. Thôi để tối 13 cha bỏ xác rồi mấy chị mày ở xa nhắn không được mày ở đây luôn đi. Bữa nay là mùng 10 mày đi chợ mày nhắc hàng mua đồ liệm cho tao. Mà ông còn mạnh gió vậy đó. Ông kia nói dạ thôi để bữa đó cũng được cha. Nó hóng mà tao biểu mày cãi hả. Ông đi nhắc hàng mua đồ chợ về tao hỏi mua cho ai vậy chú Nam ông. Ông nói mua giùm. Chứ đâu dám nói cha mình còn sống, lẽ nó ông chết thì trụ sao. Mà đâu ông chết ta cười sao. Thiệt về bữa 12 tới bữa 13 cái đêm đó. Ông nói bây giờ mẹ con bố đó lắm, con hãy đem cái xác cha xuống nhà giữ đi. Bữa mẹ con lên nhà trên dâng hương nghe nha. Rồi niệm Phật đi, đừng để ba ở đây ba hay kêu réo rồi cho đi không có ngọt. Mẹ ở đây cha đi đừng có kêu nghe con. Vậy mà lên muốn đi đó. Anh Nam Mộng nghe cha. Không dòm lại. Anh Nam Mộng nhớ vậy thôi không dám kêu niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật ngồi ăn đi luôn. Quý vị thấy không? Cư sĩ tín đồ thầy ta đi một cách dễ dàng, không đau mà đi được. À, vậy đó quý vị thấy coi ta tại sao không đau đi được quý vị? Ta thôi thở, ta nín hơi. Vậy bữa nào mình làm bộ thôi thở mình nín hơi bữa đó. Đi chắc khó đi quá, tôi nghe nói ở đâu đây con ông tính đi dữ lắm. Tuần lao này nè, ông hẹn 12 tháng 8 mà 30 đêm 12 giờ đêm 30 tháng nào năm nào tôi không nhớ. Cái lời ông hẹn giờ đó đi, ta xứng lại ta cầu nguyện nữa sức mà ông đi không được. Tới giờ đó ông cứ thở ghì ghì hoài, ông không chịu nín hơi. Thật ra cũng đi hụt cái đó, tại vì mình muốn đi quá chứ không phải đủ nhân viên. Sau này ông gặp tôi trên Long Xuyên, ông nhìn nhận lúc đó tại tôi muốn quá cho nên ma nó khảo. À, thôi nói rõ đó, ông chính mình đây nè, ông chính gì tôi quên rồi. Dạ ông chính dù, ông có nói tôi, ông ở đó ông tại muốn quá ma nó khảo. À, kính thưa chị quý vị, vậy thì tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đã có đi về Tây Phương Cực Lạc một cách dễ dàng, đi nhiều cách lắm, dầu là trả nghiệp, dầu không trả nghiệp, chánh niệm giảng sanh, ý niệm giảng sanh, cuồng loạn hay là vô ký cũng đều được giảng sanh cả. Dù ký cũng được giáng sanh nữa, nghĩa là chết rồi mà không có niệm Phật được, mà sau khi chết là giáng sanh. Nga là tu sĩ nghĩa ở nha, xã Bình Thanh Đông ở trên đó. Vô trong đồng chạy cái đầu tóc xuất ra cái rồi bị cái qua lăng máy nó quấn cái rồi xuất hết trơn nguyên cái tóc vậy đó. Chở đi Sài Gòn thành phố về cũng chết. Trong nhà ta hoang mang quá, anh em đều cũng có cái bàn luận tại sao nó tu hành được quá mà nó chết như vậy.
ba đêm đó, cái chú Nghĩa nó mới về mới cho người chị hai là cháu tu sĩ chuyên đó, nó chị nói lại với ba má với tất cả đồng đạo, tôi phải bị trả cái nghiệp như vậy rồi giảng sanh mới được. Sau khi tôi bị xích cái tóc và xích da đầu đó, em niệm Phật hoài cho nên được Phật tiếp độ rồi, đừng có hoang mang, đừng có nghi ngờ nữa, cứ ráng niệm Phật đi. Nếu mà chú tu sĩ đó mà không trở về báo tin đó thì chúng ta nghi rồi. À, người tu thì chết sao mà khổ não quá, nhưng mà biết chừng đâu có nghiệp phải trả vậy rồi mới chết. Vậy tu sĩ Phật giáo hòa hảo, cư sĩ Phật giáo hòa hảo và cư sĩ trong đạo Phật từ xưa tới nay đã có những cái gương sáng lạng chói lọi cho chúng ta nương theo, chúng ta còn nghi ngờ gì nữa? Thưa chư đồng đạo, đi đến thành kết luận đi. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta được làm tín đồ Phật giáo hòa hảo, tại gia cư sĩ học Phật tu nhân, thật là cái điều diễm phúc lớn lao cho chúng ta từ vô lý kiếp đến nay, có đủ nhân duyên, có đủ cái phúc báo, cho nên chúng ta mới được làm tín đồ của Đức Thầy, ở tại nhà mà thờ Phật, ở tại nhà phát nguyện quy y, cúng lại sớm chiều để gội giữa thân tâm và giữ ít điều giới lực, hợp với chân lý, hợp với đạo, hợp với lực, mà còn hợp với pháp lý, không có lầm lỗi từ đối nội tới đối ngoại. Và Đức Thầy dạy chúng ta một cách tinh tường, vừa học vừa tu, không phải để chúng ta mê dốt, để chúng ta sai lầm. Bởi Đức Thầy cho biết đó, dạy không trần thế cho nào dạy ngu, nhất là vừa lo cho mình mà vừa giúp ích cho đời, tức là giúp cho những người tu hành và tất cả quần sanh. Trong các công việc từ thiện mà Đức Thầy cho biết cần tu tập thiện, thì sự niệm Phật mới có hiệu quả. Vậy thì tới đây chúng tôi làm cái phần kết luận, chúng tôi xin nhắc lại một đoạn văn cư sĩ của Đức Thầy dạy, để làm gương mẫu, làm cái mật thước, làm cái đầu bảng cho tất cả chúng ta là người tín đồ Phật giáo hảo nên nương theo đó mà tu hành, thì chắc chắn là chúng ta sẽ được trong một đời giảng sanh giải thoát. Thưa chư đồng đạo, trong quyển khuyến thiện Đức Thầy có dạy: ta là cư sĩ cánh đèn, lo nghề cài cuốc cũng chuyên tu hành, xa nơi tranh đấu lợi danh, giữ lòng thanh tịnh tánh lành cao tri, gắng công trì niệm sớm khuya, thanh ti còn tục, tâm lìa cõi mê. Phải là giải thoát không quý vị? Hay là không giải thoát? Thanh ti còn tục như vậy, nhưng mà tâm lìa cõi mê là ông mình không liên cận, không để cho tán tâm, không để cho vọng tưởng hoành hành, vậy là tự chủ thanh tâm rồi. Cư sĩ như thế đó còn phải đòi ở cương vị nào nữa? Sợ e chúng ta không phụng hành, không vâng lời thầy dạy, không có thiệt hành theo lời thánh huấn của Đức Thầy, cho nên chúng ta chưa đạt được kết quả và không làm được sáng tỏ người tín đồ Phật giáo hảo tại gia cư sĩ. Cho thật ra cư sĩ không phải là thông thường, mà thường hay là không thường là do tâm chúng ta mà thôi. Vậy tới đây, để tóm kết đề tài này, chúng tôi xin đọc 4 câu tác yếu trong 4 chữ cư sĩ tại gia để gửi tặng toàn thể chư đồng đạo hiện diện trong buổi gặp gỡ hôm nay. Cư là an trụ lẫn thanh tâm, sĩ học đạo màu nghĩa lý thâm, tại chỗ tu hành ân nghĩa trả. Rời gia cư niệm Phật dứt mê lầm. Thưa toàn thể chư đồng đạo, chúng tôi xin đứng đây hướng về Tam Bảo Quang Linh của Đức Thầy thành